Lữ Thấm Huyên lúc này tu liền đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, phát đi quỷ đạo môn, kêu bọn họ đưa về thần nguyên hoa, cũng chuẩn bị 100.000 nguyên ngọc tiền chuộc. Diệp thần biết, 100.000 này nguyên ngọc tiền chuộc, là không thể nào cầm tới tay. Hắn đây là nói giá không hạn độ, cho đối phương một cái rơi xuống đất trả tiền lại cơ hội, hai bên thương lượng giải quyết, tránh đao binh gặp nhau. Dẫu sao gì thất chi cảnh lập tức phải mở ra, Diệp thần không muốn gây thêm rắc rối. Phi kiếm truyền thư phát ra sau đó, Diệp thần liền tĩnh tâm chờ đợi quỷ đạo môn thơ hồi âm. Đợi một ngày, thơ hồi âm còn chưa tới, lại có một cái ông già đến cửa, tự xưng là huyền cung sứ giả, muốn cầu gặp Diệp thần. Diệp thần hơi kinh ngạc, hắn biết thất vực có ba thế lực lớn, trừ thần Lam Tông và quỷ đạo môn bên ngoài, còn có một cái huyền cung. Cái này huyền cung, đặc biệt thần bí, Diệp thần thiên cơ thấy rõ dưới, vậy theo dõi không biết, chỉ biết là huyền cung thực lực nội tình, so với thần Lam Tông và quỷ đạo môn, cộng lại mạnh hơn. Hiện tại có huyền cung sứ giả cầu gặp, quả thực để cho Diệp thần bất ngờ. Lữ Thấm Huyên nghe được huyền cung người đến, cũng là 10 phần bất ngờ. Lữ tiểu thư, cái này huyền cung là địch hay bạn? Diệp thần khẽ cau mày, hướng Lữ Thấm Huyên hỏi, hắn không phải rất rõ huyền cung lai lịch. Huyền cung không phải kẻ địch, nhưng vậy tuyệt không là bạn của chúng ta. Bọn họ, là rất thần bí tồn tại. Lữ Thấm Huyên thanh âm mang một chút kính sợ, sửa sang lại lời nói, mới nói tiếp. Huyền cung không thuộc về cái thế giới này, bọn họ từ trong ảo tưởng ra đời, là thương huyền đại đế ảo tưởng thủ hộ giả. Diệp thần sửng sốt một chút, có chút không rõ cho nên, từ trong ảo tưởng ra đời. Thương huyền đại đế hắn biết, chính là ngày xưa chém chết vô số cựu thần cường giả, tổ huyền đồ sau lưng chủ nhân. Nhưng thương huyền đại đế ảo tưởng thủ hộ giả, đây là ý gì, hắn liền không rõ ràng. Lữ Thấm Huyên mày liễu cũng là hơi cao lại, đang tìm thích hợp lời nói, cùng Diệp thần giải thích. Nàng suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói, Diệp đại ca, ngươi biết chưa? Không không lúc nào không thị vô số ảo tưởng hội tụ, và thế giới hiện thật là hoàn toàn bất đồng. Diệp thần gật đầu, ta biết. Lữ Thấm Huyên nói, cái này huyền cung, thật ra thì chính là một cái ảo tưởng khái niệm, cũng không phải là chân thực tồn tại, là thương huyền đại đế ảo tưởng. Thương huyền đại đế ảo tưởng có một thế lực, phụng hắn vi tôn, thay hắn bảo vệ bảo tàng. Cái này ảo tưởng, ở 500 năm trước ứng nghiệm, chế sinh ra huyền cung mười mấy vạn cường giả. Bọn họ phụng thương huyền đại đế vi tôn, lấy bảo vệ bảo tàng là sứ mạng. Ngắn ngủi này 500 năm thời gian, bọn họ lại đang ảo tưởng vặn vẹo trong thời gian, vượt qua bách thế kỷ nguyên, võ đạo nội tình tích lũy vô cùng là thâm hậu, tuyệt không thể khinh thường. Diệp thần nghe xong huyền cung lai lịch, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, từ trong ảo tưởng ra đời, đây thật là hiện thế người khó hiểu tồn tại. Dừng một chút, hắn lại hỏi, huyền cung sứ giả đến cửa. Chẳng lẽ là muốn ngăn cản chúng ta tìm bảo tàng? Lữ Thấm Huyên khoát tay một cái nói, sẽ không, di thất chi cảnh trước kia vậy mở cửa qua, nhưng bảo tàng chỉ mở cửa tầng ngoài bảo tàng, có thể tùy ý tìm tòi lấy, huyền cung sẽ không ngăn trở. Bọn họ bảo vệ, là tầng bên trong bảo tàng, đó là thương huyền đại đế chọn đời tâm huyết kết tinh, nghe nói chỉ có bắt được hắn đã từng là pháp bảo tổ huyền đồ, thành tựu chìa khóa, mới có thể đem tầng bên trong cửa mở ra. Diệp thần nghe đến chỗ này, trong lòng rét một cái. Vậy tổ huyền đồ, ngay tại ở trên tay hắn. Chẳng lẽ, huyền cung sứ giả tới, là vì cướp lấy tổ huyền đồ? Vậy huyền cung sứ giả, nếu như chúng ta không gặp, sẽ có hậu quả gì không? Diệp thần cau mày hỏi. Lữ Thấm Huyên suy nghĩ một hồi, nói tốt nhất vẫn là gặp, huyền cung thế lực khổng lồ, không tốt đắc tội, bọn họ từ trong ảo tưởng ra đời, có thể trực tiếp câu thông thương huyền đại đế. Mượn dùng thương huyền đại đế lực lượng, thực lực đặc biệt khủng bố. Diệp thần trong lòng hơi ngưng trọng, cũng chỉ gật đầu, liền kêu người đi mời huyền cung sứ giả đi vào. Thần Lam Tông, đại sảnh nghị sự bên trong. Diệp thần ở giữa phía nam mà ngồi, chiếm cứ ghế thủ lãnh. Lữ Thấm Huyên và Lục Hòa Thiền, thì phân biệt ngồi ở hắn hai bên trái phải. Tuy nói Lữ Thấm Huyên là tông chủ, nhưng hiện tại Diệp thần ở chỗ này. Dĩ nhiên là phụng luân hồi vi tôn. Thần Lam Tông tất cả trưởng lão, phân ngồi ở hai bên, căn bản nhân vật cao tầng toàn bộ đến. Huyền cung nội tình không phải chuyện đùa, sứ giả tới thăm, tự nhiên phải dùng cao nhất quy cách. Chỉ chốc lát sau, một cái đón khách trưởng lão, liền dẫn một người mặc huyền hắc đạo bào ông già,
tới đến đại sảnh bên trong. Diệp Thần thấy cái này ông già, nhất thời bị sợ hết hồn. Cái này ông lão tướng mạo, hắn hết sức quen thuộc, lại có thể cùng Lục Hòa Thiền ra ra, tổ thần vương giống nhau như đúc. Nếu như không phải là ông lão tu vi hơi thở, cùng tổ thần vương tướng đi khá xa, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa lấy là, người này chính là tổ thần vương. Ra ra, Lục Hòa Thiền thấy cái này ông già, cũng là theo bản năng kinh hô thành tiếng, chợt vậy giật mình, cái này ông già cũng không phải là ra ra nàng, nhất thời kinh ngạc. Vậy ông già khẽ mỉm cười, nhìn vòng quanh toàn trường, ôm cái bốn phương quyền, nói, lão phu Lục Hư, Huyền Cung Đại Tế Ti Tôn cửu tinh tỏa hạ môn đồ, hôm nay lỗ mãng viếng thăm, gặp qua các vị. Lại trịnh trọng hướng Diệp Thần khom người nói, gặp qua luân hồi chi chủ. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía Lục Hòa Thiền, cười nói, cô gái nhỏ, ta không phải ra ra ngươi. Lục Hòa Thiền mê mang hoảng hốt, cái này ông già tự xưng kêu Lục Hư. Mà ra ra nàng thế tục tên chữ, cũng là kêu Lục Hư. Mặc dù nàng biết, cái này ông già không phải ra ra nàng, nhưng sự việc chân thực quá mức trùng hợp, làm người ta không lạnh mà run. Lục Hư sờ một cái râu, nhìn Lục Hòa Thiền, lại cười nói, lão phu từ Thương Huyền Đại Đế trong ảo tưởng ra đời, có thể cùng ra ra ngươi có duyên phận, dẫu sao ra ra ngươi từng chấp trưởng tổ huyền đồ. Cái này tổ huyền đồ ba chữ rơi xuống, toàn trường nhân tâm bên trong đều là rét một cái. Đang không ngừng điều tra bảo tàng trong quá trình, đám người đã sớm dòm ngó hôm nay cơ hội, biết vậy tổ huyền đồ, chính là mở tầng bên trong bảo tàng duy nhất chìa khóa. Hiện tại Lục Hư nhắc tới tổ huyền đồ, là có gì ý đồ? Diệp Thần tỉnh bơ, yên lặng ngưng mắt nhìn Lục Hư. Lục Hư cho dù một thân một mình, thần ở thần Lam Tông Hạch Tâm Sơn Môn bên trong, cũng là mặt không đổi sắc, cười nói, nhà ta đạo sư Tôn Cửu Tinh từng có tiên đoán, chấp trưởng tổ huyền đồ người. Chính là ta Huyền Cung người có duyên, có thể giúp ta Huyền Cung thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi ảo tưởng vận mệnh, chân chính cắm rễ thực tế, chân đạp mặt đất. Các vị cũng biết, ta Huyền Cung từ trong ảo tưởng ra đời, thật ra thì khí vận đặc biệt hư không mờ mịt, thiên cơ hơi có biến động, chúng ta rất có thể cũng sẽ biến mất. Chỉ có vị kia chấp trưởng tổ huyền đồ người có duyên, mới khá cứu chúng ta. Lục Hư đặc biệt thẳng thắn, cũng không có kiêng kỵ Huyền Cung bệnh xấu. Huyền Cung lớn nhất vấn đề, chính là Thái Hư, từ trong ảo tưởng ra đời, ở thế giới hiện thật không có căn cơ, như gió bên trong phiêu nhứ, trong nước lục bình, hơi có bất ngờ, chính là mất đi tiêu tán kết quả. Huyền Cung mười mấy vạn người, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, e sợ cho có một ngày, mình lại sẽ ở trong ảo tưởng tiêu diệt. Các hạ ý là, Diệp Thần khẽ cau mày. Luân hồi chi chủ, ta biết tổ huyền đồ ngay tại ở trên tay ngươi. Ngươi là ta Huyền Cung người có duyên, chỉ có ngươi có thể cứu ta Huyền Cung. Ta phụng đạo sư mệnh lệnh, đặc biệt tới mời ngươi đi Huyền Cung, ngươi sau này sẽ là ta Huyền Cung chỗ thượng khách, bỏ mặc có ra lệnh gì, ta Huyền Cung không khỏi nghe theo. Lục Hư giọng bỗng nhiên đổi được vang vang có lực, cũng nói mình ý đồ. Hắn là tới mời Diệp Thần đi Huyền Cung. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, các hạ nói đùa, ta có tài đức gì. Có cái gì tư cách có thể cứu các ngươi Huyền Cung? Huyền Cung thái thần bí, từ trong ảo tưởng ra đời, Diệp Thần cùng Huyền Cung làm không giao tình, tự nhiên cũng không khả năng tùy tiện bước vào đối phương địa bàn. Vạn nhất đi không về được, vậy thì phiền toái. Huyền Cung sau lưng liên lụy nhân quả, quan hệ đến thật thực cùng ảo tưởng bí ẩn, lại là ly kỳ khó lường, hắn vậy không muốn tùy tiện dính. Lục Hư nói, luân hồi chi chủ, cái này ở giữa thiên địa, chứ ngươi ra. Liền không người có thể cứu ta Huyền Cung, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta Huyền Cung trên dưới, đều có thể nghe ngươi hiệu lệnh, vì ngươi đối kháng vạn khư cùng tử thần giáo đoàn. Diệp Thần trao mày, biết trực tiếp cự tuyệt, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết mâu thuẫn, liền nói, xin lỗi, chuyện này quan hệ trọng đại, xin cho ta cân nhắc mấy ngày, các hạ vẫn là đi về trước đi. Lục Hư gặp Diệp Thần không chịu đáp ứng, than thở một tiếng, nói, xem ra luân hồi chi chủ. Vẫn là cảm thấy ta Huyền Cung thành ý không đủ. Diệp Thần nói, không phải. Lục Hư cười khổ nói, được rồi, lão phu đi về trước, qua mấy ngày lại tới thăm, đến lúc đó, ta Huyền Cung sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ, để cho luân hồi chi chủ kiến thức chúng ta thành ý. Nói xong, hắn liền đứng dậy, xoay người muốn đi. Diệp Thần kêu lên, người đâu, đưa Lục tiền bối đi ra ngoài. Mấy trưởng lão đứng dậy, liền chuẩn bị đưa người. Nhưng bỗng nhiên,
Lục Hư quay đầu, trong tròng mắt bắn ra một cổ nhanh như tia chớp tinh mang, gầy đét móng tay giết ra, thẳng chụp vào Diệp Thần tim. Cái này một cái xuất thủ, không có dấu hiệu nào, mau như sấm. Hơn nữa, Lục Hư bàn tay chiêu pháp, quỹ tích cũng là quỷ dị khó lường, tựa như không tồn tại tại thế giới hiện thật, chỉ là trong ảo tưởng võ đạo. Hắn móng tay, nhìn như chụp vào Diệp Thần tim, lại thích xem tùy thời phải đổi chiêu, công kích Diệp Thần đầu, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lại không nghĩ rằng Lục Hư lại đột nhiên động thủ đánh lén. Lữ Thấm Huyên, Lục Hòa Thiền, còn có toàn trường các trưởng lão, cũng là kêu lên. Thần tượng băng thiên đụng, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng nặng quát một tiếng, quả đấm đột nhiên đánh giết ra. Cái này Lục Hư chiêu pháp 10 phần quỷ dị, biến ảo khó lường, Diệp Thần vậy cầm nặn không chừng. Nhưng, cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, chỉ cần hắn lực lượng, đủ quá cường hãn, bất kỳ hoa chiêu biến hóa, cũng không thể thương tổn tới hắn. Một quyền này như thần voi băng thiên, thanh thế mãnh liệt thật lớn, đem võ tổ tuyệt học chân ý, toàn bộ bộc phát ra. Oanh! Cuồng như sao sông quyền phong, gào thét mãnh liệt. Lục Hư móng tay, còn không đến gần Diệp Thần, hắn thân thể liền bị quyền phong chấn động lui ra, bất kỳ hoa chiêu biến hóa, đều ở đây ngay tức thì tiêu trừ vô hình. Rắc rắc! Diệp Thần mạnh mẽ quyền kính, hung hăng đánh vào Lục Hư trên ngực. Lục Hư xương sườn nổ tung, hoảng hốt lui về phía sau, hình dáng vô cùng chật vật, phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra! Lục Hòa Thiền khẩn trương, theo bản năng kêu lên, đứng dậy muốn đi giúp Lục Hư, nhưng chợt tỉnh ngộ, lại ngơ ngác ngồi xuống. Lục Hư ho khan hai tiếng, lau mép một cái máu tươi, cười một tí, nói, luân hồi võ đạo, quả nhiên uy mãnh bá đạo, lão phu bội phục. Diệp Thần trầm giọng nói, các hạ ra tay đánh lén, đây là ý gì? Lục Hư nói, là lão phu lỗ mãng, ta chỉ là muốn thử một chút luân hồi chi chủ thực lực, xem ngươi có hay không cái này tư cách, chấp trưởng tổ huyền đồ. Ho, bây giờ nhìn lại, cái này ở giữa thiên địa, thật là không có người so ngươi thích hợp hơn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này Lục Hư không nói câu nào, đột nhiên liền ra tay đánh lén, để cho hắn cảm giác đặc biệt không vui mau. Vậy huyền cung nói muốn mời hắn là chỗ thượng khách, xem ra cũng không thành tâm. Nếu không, hắn nếu là phản ứng chậm một chút, chẳng phải là muốn bị Lục Hư đâm xuyên tâm, trực tiếp giết chết. Đưa Lục tiền bối đi ra ngoài. Diệp Thần không có nói nhảm nữa, phất phất tay. Mấy trưởng lão không dám thở mạnh, đưa Lục Hư đi ra ngoài. Lục Hòa Thiền thấy Lục Hư rời đi, suy nghĩ xuất thần, hơi có điểm buồn bã mất mát hình dáng. Lữ Thấm Huyên ân cần hỏi, Diệp đại ca, người không có bị thương chứ? Diệp Thần nói, ta không có sao. Lữ Thấm Huyên nói, người sau này phải giúp huyền cung sao? Diệp Thần nói, sau này hãy nói đi. Lục Hư nói Diệp Thần là huyền cung người có duyên, chỉ có hắn có thể cứu huyền cung. Nhưng, Diệp Thần cũng không có muốn dính nhân quả ý. Huống chi, Lục Hư còn đột nhiên đánh lén hắn, tuy nói là khảo nghiệm, nhưng vậy để cho hắn rất không vui mau. Lục Hư sau khi đi, Diệp Thần sự chú ý, lại lần nữa thả lại quỷ đạo môn phía trên. Ước chừng một ngày trôi qua, quỷ đạo môn bên kia, còn không thơ hồi âm. Chẳng lẽ... Quỷ đạo môn trưởng môn quỷ tiên sinh, muốn buông tha Cưu Ma La các người. Đây có thể đều là quỷ đạo môn tinh nhuệ cường giả à, nếu là toàn bộ buông tha, sau này quỷ đạo môn tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không cần ở thái thượng thế giới đặt chân. Cưu Ma La các người, cũng là run lẩy bẩy, không biết tương lai vận mệnh như thế nào. Lại đợi một ngày, quỷ đạo môn rốt cục thì phát trở về tin. Lữ Thấm Huyên hào hứng cầm thơ hồi âm, tới gặp Diệp Thần. Diệp đại ca, quỷ đạo môn thơ hồi âm. Lữ Thấm Huyên mở ra thư vừa thấy, chân mày nhưng nhíu lại, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Quỷ tiên sinh nói, hắn nguyện ý trả lại thần nguyên hoa, vậy nguyện ý nộp tất cả tiền chuộc. Thậm chí, hắn nói, hắn thật ra thì ngưỡng mộ luân hồi, muốn trở thành là luân hồi tín đồ. Hắn muốn ngươi tự mình đi quỷ đạo môn một chuyến, hơn nữa chỉ có thể là ngươi đi một mình. Chỉ cần ngươi đi, chứng minh võ đạo của mình thực lực. Hắn liền nguyện ý quy thuận, sau này toàn bộ quỷ đạo môn tất cả tài nguyên, đều là ngươi. Diệp Thần nghe xong Lữ Thấm Huyên nói, cũng là cảm giác sâu sắc ly kỳ. Quỷ tiên sinh muốn quy thuận luân hồi. Diệp Thần không dám tin tưởng, cầm lấy thư nội dung trong thơ, cùng Lữ Thấm Huyên mà nói, không kém chút nào.
Quỷ tiên sinh đích xác là nói, hắn cố ý quy thuận Diệp Thần, đem toàn bộ quỷ đạo môn, cũng hiến tặng cho luân hồi. Chỉ cần Diệp Thần có thể chứng minh tự thân võ đạo thực lực. Trong thơ cuối cùng, quỷ tiên sinh còn đặc biệt nói, quỷ đạo môn có một kiện chí bảo, là lần trước ở di thất bảo tàng bên trong cướp được, là một trang kỷ nguyên đạo thư. Quỷ tiên sinh trên tay, có một trang kỷ nguyên đạo thư. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Hắn tới di thất chi cảnh tìm bảo, nhất đồ mong muốn, thật ra thì chính là thần tích tụng đời điển chương năm xuân thu kỷ nguyên, cũng chính là kỷ nguyên đạo thư. Chỉ cần có thể tìm được kỷ nguyên đạo thư, liền có thể để cho nhâm phi phàm, ẩn thân trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, từ đó ung dung né tránh thiên cơ, tránh chân lý cảm cho đòi mà phi thăng. Hơn nữa, nếu như có thể bắt được kỷ nguyên đạo thư, Diệp Thần đối thần tích tụng đời điển lĩnh ngộ, cũng có thể càng đi sâu vào. Hiện tại, quỷ tiên sinh lại còn nói, hắn trên đầu, thì có một trang kỷ nguyên đạo thư. Diệp Thần tim đập bịch bịch, cái này kỷ nguyên đạo thư đối hắn vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Lữ Thấm Huyên hừ hừ một tiếng, nói, Diệp đại ca, cái này quỷ đạo môn cực kỳ vô sỉ, lại có thể kêu ngươi đi đơn đao phó hội, thật cầm ngươi làm kẻ ngu. Quỷ tiên sinh trên thư, tuy nói nguyện ý quy thuận luân hồi, nhưng điều kiện đặc biệt hà khắc, phải Diệp Thần đơn đao phó hội, hơn nữa còn muốn chứng minh võ đạo thực lực. Diệp Thần nếu là đi quỷ tiên sinh địa bàn, đó là dê vào miệng cọp, hung hiểm rất. Ở người khác trên khay, khí vận phong thủy khắp nơi bị chế, một khi khai chiến, vô cùng là bất lợi. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng hiện tại, quỷ tiên sinh trên tay, có một trang kỷ nguyên đạo thư. Đây đối với hắn mà nói, lại có sức hấp dẫn chí mạng. Nếu quỷ tiên sinh mời, vậy ta đi qua là được. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút hàn mang, cầm trong tay thư vỏ thành một cục. Nghe vậy, Lữ Thấm Huyên thất kinh, nói, Diệp đại ca, người thật muốn đơn đao phó hội. Tuyệt đối không thể, vậy quỷ tiên sinh đa mưu túc trí, người nếu là đi, liền không ra được. Diệp Thần bình tĩnh nói, không sao, hắn không đả thương được ta. Ở quỷ đạo môn nơi chủ yếu trên khay, Diệp Thần vậy không chắc chắn đánh bại quỷ tiên sinh. Nhưng, hắn tuyệt đối có nắm chắc, có thể trở lui toàn thân. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể uy hiếp được Diệp Thần tánh mạng người, không hề nhiều. Cái này quỷ đạo môn, hiển nhiên còn không cái này tư cách. Lữ Thấm Huyên tràn đầy lo âu, nói, không thể, không thể, ngươi không thể như thế mạo hiểm, ngươi nếu là xảy ra chuyện, dạ mẫu trách tội xuống, ta cũng đảm đương không nổi. Diệp Thần là dạ mẫu trong mắt người trọng yếu nhất, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, Lữ Thấm Huyên chỉ lo lắng dạ mẫu hàng giận, đến lúc đó, nàng toàn bộ Lữ gia cũng muốn chôn theo. Vậy ta cùng dạ mẫu nói một tiếng là được. Diệp Thần cười nói. Lữ Thấm Huyên ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng Diệp Thần muốn trực tiếp cùng dạ mẫu xin phép. Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức ở trong lòng kêu gọi dạ mẫu tên chữ. Hắn ý chí truyền ra, ở giữa thiên địa, nhất thời ùng ùng vang dội. Trong thoáng chốc, một cổ hắc ám ma khí, che khuất bầu trời, bao phủ ở Thần Lam Tông Nguyên Sơn Môn. Thần Lam Tông trên dưới, tất cả người đều là kinh hoàng chấn động chỉ. Bọn họ cảm giác được, cái này cổ hắc ám ma khí, cũng không có ác ý, thậm chí là muốn che chở Thần Lam Tông. Nhưng, cái này cổ hơi thở sau lưng ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng để cho mỗi một người run lẩy bẩy, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Chỉ gặp ma khí cổn đáng lúc đó, từng cái chim sơn ca bay lượn kêu to, màu máu sương mù đang lan tràn, làm người ta nghẹt thở. Một đạo tươi đẹp dịu dàng bóng người thiếu nữ, ở chim sơn ca vây quanh hiện lên. Dạ mẫu đại nhân, Lữ Thấm Huyên thấy cái này đạo bóng người thiếu nữ, kinh hoàng được sắc mặt tái mét, chỉ cảm thấy cặp mắt đau nhói. Nhìn thẳng thần minh, nàng ánh mắt cũng thiếu chút nữa mù rớt, lật đật quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Ngư oanh cô nương, Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía dạ mẫu bóng người, cũng không có gì kinh hoàng, thần sắc bình tĩnh như thường. Ở trong mắt người khác, dạ mẫu chí cao vô thượng, hắc ám khủng bố. Nhưng ở Diệp Thần trong mắt, dạ mẫu liền là bạn của hắn, không có gì hay đáng sợ. Lữ Thấm Huyên nghe được Diệp Thần lại dám không ngừng kêu dạ mẫu tên chữ, còn kêu được thân thiết như vậy, trong lòng khủng hoảng được không cách nào lời nói. Nhâm phi phàm không có sao chứ. Dạ mẫu phong ngữ oanh thấy Diệp Thần, mở miệng câu thứ nhất,
chính là hỏi Nhâm Phi Phàm tình huống. Ừ, Nhâm tiền bối không có sao, đa tạ Ngữ Oanh cô nương quan tâm. Diệp Thần cười nói. À, lần này giết không chết thiên nữ, các ngươi xong đời. Ta xem qua tương lai, thiên nữ gặp mặt Hồng Quân liên thủ, đem ngươi giết chết. Nhâm Phi Phàm cũng phải chết, hắn hài cốt, sẽ trở thành là đúc ngươi mộ bia vật liệu. Dạ mẫu thật sâu thở dài nói. Diệp Thần thất kinh, nói cái gì, thiên nữ muốn cùng Hồng Quân liên thủ. Dạ mẫu giữ kín như bưng, trầm giọng nói, ta không thể nói nhiều, tương lai sự việc, thiên cơ liên lụy quá khủng bố, bất kể như thế nào, người ta là đồng minh, Hồng Quân muốn giết ngươi, ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi. À, ta hơn phân nửa không phải Hồng Quân địch thủ, có thể vậy phải chết. Bất quá có thể chết ở Hồng Quân dưới quyền, cũng không coi là quá oan uổng đi, ha ha. Dẫu sao vị đại nhân vật này, hùng bá không không lúc nào không, là hôm nay không không lúc nào không 10 lớn cao thủ ở đây, hạng trước 3 tồn tại. Diệp Thần tim co rút nhanh, hắn biết lần này thiên nữ không chết, sau này sẽ là mình cùng thiên nữ quyết chiến. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ lại có thể vậy sẽ liên lụy đi vào. Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, Hồng Quân lão tổ đã sớm quyết định, tiếp tục là Tử Hoàng Tiên Cung thành tâm ra sức. Cùng Diệp Thần quan hệ đã kế cận quyết liệt. Một khi Hồng Quân lão tổ ra tay, vậy thì thật là trời long đất lở. Người phải đi Quỷ Đạo Môn, vậy thì đi đi, nhưng muốn lưu lại tổ huyền đồ. Dạ mẫu lại nói. Diệp Thần nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ dạ mẫu lo lắng ta xảy ra chuyện, tổ huyền đồ bị quỷ tiên sinh cướp đi, cho nên phải kêu ta lưu lại bản vẽ này. Hắn muốn còn muốn hỏi, nhưng giữa trời đất ma khí tản đi. Dạ mẫu bóng người cũng là tiêu tán mất tăm. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh lãng, nhưng Thần Lam Tông các nơi, tất cả người vẫn là run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Dạ mẫu là chân chánh thần minh, coi như chỉ là trên đời gian hiện ra một chút xíu hơi thở, đều là vô cùng khủng bố, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Lữ Thấm Huyên một mắt, nhưng gặp nàng cũng là quỳ xuống đất, còn khóc thút thít, chảy xuống nước mắt, lại có thể bị dạ mẫu sợ quá khóc. Diệp Thần trong lòng có chút buồn cười, xem ra thần linh uy nghiêm, đối người bình thường mà nói, vẫn là quá kinh khủng điểm. Lữ tiểu thư, dạ mẫu nói chính xác ta đi Quỷ Đạo Môn. Diệp Thần cười nói. Lữ Thấm Huyên khóc thút thít, nói, ừ, Diệp đại ca, ngươi. Ngươi đi đi. Cái này tổ huyền đồ, ngươi trước giúp ta giữ gìn kỹ. Diệp Thần nghe theo dạ mẫu chỉ thị, cũng là đem tổ huyền đồ lưu lại. Lữ Thấm Huyên rơi lệ gật đầu. Cầm tổ huyền đồ, tay run dữ dội hơn. Diệp Thần dở khóc dở cười, lập tức liền rời đi Thần Lam Tông, đơn đao phó hội, đi một mình Quỷ Đạo Môn. Xuất hiện ở Thần Lam Tông sau đó, Diệp Thần nhớ tới dạ mẫu nói, trong lòng có vẻ ngưng trọng. Bàn cờ này, càng ngày càng nguy hiểm, Hồng Quân cũng muốn nhúng tay đi vào, tình cảnh khó mà thu thập. Nếu như chỉ là một thiên nữ, Diệp Thần còn có nắm chắc đối phó, thậm chí trong lòng còn có ảo tưởng. Suy nghĩ đánh bại thiên nữ sau đó, đem nàng thu vì mình tiểu thiếp. Nhưng hiện tại Hồng Quân lão tổ muốn nhúng tay vào, Diệp Thần tất cả ảo tưởng cũng tan vỡ, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn rất rõ ràng Hồng Quân mạnh mẽ, một khi Hồng Quân cùng thiên nữ liên thủ, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ngày tận thế. Thôi, tương lai chuyện, tương lai nói sau, hôm nay suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn là bắt được Kỷ Nguyên đạo thư, giao cho Nhâm tiền bối. Diệp Thần thở ra một hơi, tâm thần chấn định lại. Một đường đi tới trước. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Quỷ Đạo Môn Sơn Môn. Quỷ Đạo Môn hoàn cảnh âm u, Nguyên Sơn Môn mọi chỗ cung điện, cũng bao phủ một phiến thâm trầm quỷ khí bên trong lại ẩn nhiên có sấm sét tinh mang lóe lên, quỷ dị bên trong mang một chút lộng lẫy. Quỷ Đạo Môn Sơn Môn lối vào, sớm có người đang đợi. Ước chừng mười mấy trưởng lão, canh giữ ở lối vào. Luân hồi người thừa kế Diệp Thần, nhờ có quỷ tiên sinh mời, đặc biệt tới bái sơn đến nơi hẹn. Diệp Thần hạ xuống, ôm quyền, cao giọng nói. Vậy mười mấy trưởng lão, thấy Diệp Thần lại có thể tới thật, nhất thời kinh hãi. Đang. Quỷ đạo môn trên núi, cũng là truyền ra từng cơn tiếng chuông, khói mù sôi trào, quỷ khóc sói chu, một phiến xôn xao. Thằng nhóc này, thật tới đơn đao phó hội. Hắn sẽ không sợ chết sao? Dám đến chúng ta địa bàn,
coi như hắn tu vi thông thiên, ngày hôm nay cũng phải bị trưởng môn nhân trấn áp. Trên núi thật nhiều quỷ đạo môn đệ tử, thấy dưới chân núi Diệp Thần, đều là nghị luận, kinh ngạc không thôi. Canh giữ ở miệng núi mười mấy trưởng lão, chính là mặt đầy kinh ngạc, không biết làm sao. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thật dám đến, hơn nữa vẫn là độc thân. Mời luân hồi chi chủ đi vào. Ngay vào lúc này, trên đỉnh núi truyền tới một đạo âm thanh trầm mạnh, đó là quỷ đạo môn trưởng môn, quỷ tiên sinh thanh âm. Tất cả trưởng lão vừa nghe, phục hồi tinh thần lại, lật đật mời Diệp Thần đi vào. Luân hồi chi chủ, bên này mời. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo tất cả trưởng lão, bước vào quỷ đạo môn sơn môn bên trong, thẳng hướng đỉnh núi đi tới. Trên đường đi, vô số đệ tử vây xem, gặp Diệp Thần tu vi, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy, chỉ có bách gia cảnh, đều là chấn động ngạc kinh ngạc, không dám tin tưởng. Diệp Thần một đường đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có một tòa thần bí màu xám cho đền, cửa điện khóa chặt. Tất cả trưởng lão đem Diệp Thần mang tới đỉnh núi sau đó, liền khom người lui xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn vậy màu xám cho đền, có thể rõ ràng cảm nhận được, đền bên trong, cất giấu một đạo khí tức cường đại. Đó chính là quỷ tiên sinh hơi thở, vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp. Bởi vì là ở quỷ đạo môn địa mạch trên, cho nên quỷ tiên sinh hơi thở, mang theo một chút thiên địa uy áp, để cho Diệp Thần vô hình cảm thấy có một chút áp lực. Hắn biết rõ quỷ tiên sinh không thực lực thương tổn tới hắn, nhưng vẫn là cảm thấy áp lực, đây là thiên địa quy luật ban cho áp lực. Ở người khác trên địa bàn, cuối cùng là khắp nơi bị chế. Rắc rắc, đền cửa mở ra. Tại đại điện cuối, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh khổng lồ, có chừng trăm trượng cao, cả người quỷ khí lững lờ, tử điện lóng lánh, ở trên trời phép tắc ra chỉ xuống, thần uy mạnh mẽ, chính là quỷ tiên sinh. Luân hồi chi chủ, vào đi. Quỷ tiên sinh kêu lên. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đúng mực bước vào trong đại điện. Quỷ tiên sinh hiển hóa ra to lớn như vậy bóng người, hơn phân nửa là muốn trấn nhiếp hắn. Nhưng, Diệp Thần không có động tĩnh. Hắn đạo tâm vô cùng là cường hãn, võ đạo nội tình cũng là kinh người, coi như là vô lượng cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp cường giả, đều không cách nào uy hiếp hắn. Thật đánh, ai trấn áp ai còn chưa nói được. Quỷ tiên sinh, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Diệp Thần chắp tay nói, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu luân hồi đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, có vẻ vinh hạnh. Quỷ tiên sinh mỉm cười nói. Sau đó, hắn vung tay lên, một đóa màu trắng hoa, chậm rãi phiêu hướng Diệp Thần. Cái này đóa thần nguyên hoa, còn đưa ngươi, ta quỷ đạo môn trước đây có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Diệp Thần tiếp thần nguyên hoa, nhất thời liền cảm thấy đóa hoa này bên trong, hàm chứa một cổ vô cùng dư thừa nguyên khí. Đối tu luyện đích xác là rất có ích lợi. Quỷ tiên sinh khách khí, người muốn quy thuận ta luân hồi trận doanh sao? Diệp Thần cười hỏi. Hắn sau này sẽ đối kháng thiên nữ, đối kháng vạn khư cùng tử thần giáo đoàn, thậm chí đối với kháng tử hoàng tiên cung, luân hồi trận doanh thế lực, đó là càng lớn càng tốt. Quỷ đạo môn nếu như muốn quy thuận nói, Diệp Thần dĩ nhiên là không đảm nhiệm hoan nghênh. Coi như ở sau này chiến đấu bên trong, quỷ đạo môn không phát huy ra tác dụng gì, nhưng chỉ cần bọn họ quy thuận, liền có thể lớn mạnh luân hồi trận doanh khí vận, đối Diệp Thần chỗ tốt to lớn. Quỷ tiên sinh cười nói, ta ở trong thơ nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi võ đạo thực lực, ta liền nguyện ý quy thuận. Diệp Thần nói, phải như thế nào chứng minh? Ngươi cùng ta đánh. Quỷ tiên sinh nói, ngươi dám đơn đao phó hội, như vậy dũng khí, làm người ta khâm phục. Còn như thế nào chứng minh mà, ha ha, người võ đạo thông thiên, ta là không dám cùng ngươi đánh. Ta quỷ đạo môn thờ phượng lôi thần thiên tôn, ngươi nếu có thể tiếp lôi thần thiên tôn một đao, ta liền nguyện ý quy thuận, cũng đem ta siêu tầm nhất vật chân quý, một trang này kỷ nguyên đạo thư, tặng cho ngươi. Nói xong, quỷ tiên sinh sử dụng một phiến trang sách, đó là một phiến thần bí như tinh không trang sách, trên trang sách có vũ trụ kỷ nguyên lớn bí ẩn, lỗ xoáy đen đang lưu chuyển. Một chút xíu ánh sao ở vĩnh hằng quỹ tích bên trong phiêu động, để cho người nhìn một cái, trong lòng liền hiện ra vĩ đại, nguy nga, thần thánh, mênh mông, thâm thúy vân. Vân thật lớn từ ngữ. Diệp Thần tim nhất thời co rút nhanh, đó chính là kỷ nguyên đạo thư trang sách. Chỉ là một trang, giống như này vĩ đại thần bí, nếu là nguyên một quyển đạo thư, vậy còn có. Không biết chỉ có một trang đạo thư,
có thể hay không đến giúp Nhâm tiền bối. Diệp Thần nghĩ thầm, hoàn chỉnh kỷ nguyên đạo thư, ở di thất bảo tàng nội bộ, có thể hay không tìm được, vẫn là không biết số. Nhưng hiện tại, quỷ tiên sinh trong tay kỷ nguyên đạo thư, nhưng là xem được gặp, sợ được tồn tại. Muốn ta tiếp lôi thần thiên tôn một đao. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, một trang này kỷ nguyên đạo thư, hắn phải bắt vào tay. Nhưng, lôi thần thiên tôn, bực nào nhân vật, đây chính là chín thần một trong, thực lực vô cùng cường đại, từng hùng bá vô số kỷ nguyên. Muốn tiếp nàng một đao, nói dễ vậy sao? Quỷ tiên sinh nói, không sai, dĩ nhiên, người yên tâm, ta muốn người tiếp, cũng không phải là lôi thần thiên tôn nhất đỉnh cấp thực lực một đao. Ta quỷ đạo môn, thờ phụng một tôn lôi thần pho tượng, mặt trên có chứa lôi thần thiên tôn ý chí. Ngươi chỉ cần tiếp lấy vậy còn sót lại sấm sét ý chí hội tụ một đao, ta thường phục ngươi, cuộc đời này nhận ngươi sai khiến. Lôi thần thiên tôn là thần minh, tột cùng nhất thực lực, một đao chém xuống, tiên đế đều là con kiến hôi, đều phải chết, tự nhiên không phải thế giới hiện thật người có thể tiếp được. Hơn nữa ở thực tế quy luật cùng chân lý phép tắc dưới ảnh hưởng, bá đạo như vậy một đao, cũng không khả năng hạ xuống đến hiện thế. Quỷ tiên sinh muốn Diệp Thần tiếp. Là vậy còn sót lại sấm sét ý chí hội tụ một đao. Diệp Thần nói, vậy một đao, uy lực như thế nào? Quỷ tiên sinh ánh mắt lộ ra một chút kính sợ, nói, vậy một đao, là lôi thần thiên tôn võ đạo trình độ cao nhất, gọi là cuồng lôi thiên tuyệt chém, là tam thập tam thiên thần thuật một trong. Cuồng lôi thiên tuyệt chém. Diệp Thần tim căng thẳng, ở nghe được cái này danh hiệu thời điểm, hắn đã dòm ngó hôm nay cơ hội. Cái này một đao. Lại có thể cùng Nhâm phi phàm Hy Hoàng Lôi Ấn có liên quan. Hy Hoàng Lôi Ấn, là cửu thiên thần thuật một trong, nguyên gia tam thập tam thiên thần thuật. Mà Hy Hoàng Lôi Ấn ngọn nguồn, chính là cái này cuồng lôi thiên tuyệt chém. Quỷ tiên sinh thở dài nói, ta quỷ đạo môn tổ sư, từng là vô lượng cảnh tầng thứ 7 cường giả, hắn đã thử đi đón lôi thần thiên tôn một đao, nhưng hắn không chịu nổi, tại chỗ liền bị chém chết, ở cực hạn sấm sét thiên uy hạ, lâm vào là kiếp bụi. Diệp Thần ánh mắt hơi co lại, vô lượng cảnh tầng thứ 7, cường giả như vậy, lại có thể vậy không tiếp nổi lôi thần thiên tôn còn sót lại ý chí một đao. Vậy một đao khủng bố, có thể tưởng tượng được. Có thể trước mang ta đi xem lôi thần thiên tôn pho tượng sao? Diệp Thần hỏi. Hắn muốn trước xem lôi thần thiên tôn pho tượng, cảm thụ một tí vậy còn sót lại sấm sét ý chí, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt, lại làm dự định. Quỷ tiên sinh yên lặng một tí. Sau đó gật đầu, nói, có thể. Hắn đứng dậy, bóp một cái dấu tay, đền bên trong xuất hiện một cái vết nứt không gian. Cùng ta tới. Quỷ tiên sinh hướng Diệp Thần gọi, trước bước nhảy đi vào. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là bước vào vậy vết nứt không gian bên trong, qua lại mà qua, hạ một sát, liền đi tới một vùng đại dương thế giới. Cái này vùng đại dương thế giới, hoàn toàn là sấm sét hội tụ mà thành, là một phiến lôi đại dương. Khắp nơi tràn ngập ùng ùng tiếng sấm, chấn động tâm thần người. Coi như là vậy thiên huyền cảnh võ giả, rơi đến cái này phiến lôi trong biển, cũng chỉ có hóa thành kiếp bụi kết quả. Diệp Thần thể chất cường hãn, ngược lại là không sợ chút nào, cũng không có bị sấm sét ảnh hưởng. Một bên quỷ tiên sinh, thấy Diệp Thần như vậy khí định thần nhàn hình dáng, trong lòng cũng là có chút bội phục. Đó chính là lôi thần thiên tôn pho tượng. Quỷ tiên sinh ánh mắt híp lại. Nhìn ra xa hướng phương xa. Chỉ gặp ở phương xa trên mặt biển, đứng vững vàng một tòa pho tượng to lớn, trấn áp lôi biển. Vậy pho tượng, là một người cô gái, dung mạo tuyệt sắc, khí chất tôn quý thủ thắng, vóc người nhất là đầy đặn, cho dù là pho tượng, cũng có thể nhìn ra vậy linh lung phù lồi đường cong. Quỷ tiên sinh chỉ dám híp mắt, không dám nhìn thẳng, thật giống như sợ khinh nhờn cùng xúc phạm vậy. Diệp Thần chính là bình tĩnh ngắm nhìn pho tượng. Cẩn thận cảm ứng, hắn liền cảm thấy, ở pho tượng kia phía trên, hàm chứa mạnh đại khủng bố sấm sét hơi thở, thậm chí mang theo một chút cổ xưa ý chí. Vậy một chút cổ xưa ý chí, cùng trên người hắn lôi thần tổ khí trên trời lôi ấn, lẫn nhau đồng tình. Mượn cái này cổ đồng tình, Diệp Thần lập tức liền có thể khẳng định, cái này cổ sấm sét ý chí bộc phát ra giết hại, đủ để đánh chết chính xác tiên đế cấp cường giả khác. Nói cách khác. Nếu như Đa Bảo Thiên Quân và Diệp Lâm Uyên loại cấp bậc này cường giả tới, cũng có thể bị giết chết. Không hổ là chín thần, còn sót lại lưu lại một chút ý chí, lại có thể khủng bố đến như vậy bước.
Diệp Thần thầm kinh hãi, vừa cẩn thận nhìn kỹ mảnh thế giới này. Cái này phiến lôi biển thế giới, tựa hồ không thuộc về thực tế, mà là một cái nhảy ra thực tế đặc thù không gian, rất có thể là lôi thần thiên tôn mình mở ra thế giới nhỏ, là lôi thần tuyệt đối lãnh vực. Ở nơi này phiến lãnh vực dưới, lôi thần còn sót lại ý chí bùng nổ thần uy, tự nhiên cũng là long trời lở đất. Quỷ tiên sinh, người có lôi thần ý chí che chở, xưng bá thái thượng thế giới không dám nói, nhưng chí ít cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, tội gì giúp lại thất vực cái này phiến địa phương nhỏ. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Quỷ tiên sinh cười khổ một tí, nói, lôi thần lực lượng, mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải chúng ta những thứ này phổ thông tín đồ có thể mượn dùng. Thật ra thì, lôi thần thiên tôn tín ngưỡng luân hồi, ta lắng nghe nàng thần dụ, nàng nhiều lần nói luân hồi vĩ đại, nhưng ta là không tin, bởi vì ta cũng từng nghe nói, luân hồi có cửu thế, mỗi một đời đều là chết thảm. Đời này luân hồi chi chủ, tu vi lại là. Vừa nói nhìn Diệp Thần một mắt, lại vội vàng nói, không phải, không muốn hiểu lầm, luân hồi chi chủ, ta không phải nói ngươi thực lực không đủ, chỉ là nói ngươi mặt ngoài tu vi, đích xác lại yếu ít đi một chút. Diệp Thần nói, không sao, ta tu vi xác thực còn chưa đủ. Quỷ tiên sinh nói, lần này muốn khảo nghiệm ngươi võ đạo, không là ý ta, là lôi thần ý. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, nguyên lai là lôi thần ý sao? Quỷ tiên sinh nói, đúng vậy, là lôi thần thiên tôn, muốn tự tay thử một chút ngươi thực lực, như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta quỷ đạo môn sau này thì quy thuận ngươi. Như ngươi không tiếp nổi nàng một đao, ngươi sẽ chết. Giống như ngươi trước cửu thế, cuối cùng không cách nào quật khởi, tất cả đều chết vậy. Diệp Thần nhìn lôi thần pho tượng, trong lòng cũng là cảm thấy vẻ ngưng trọng. Lôi thần còn sót lại ý chí, một đao tuôn ra, liền vô lượng cảnh tầng thứ 7 cường giả, đều phải bị trong nháy mắt giết. Coi như là tầng thứ 8, được gọi là chính xác tiên đế cao thủ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được nhiều ít chiêu. Diệp Thần tính toán mình thực lực, đó là khẳng định không đánh lại lôi thần. Nhưng, chàng này khảo nghiệm, không phải muốn hắn đánh thắng, chỉ cần hắn có thể tiếp lấy lôi thần một đao. Một đao là được rồi. Chỉ là một đao, có lẽ ta có thể tiếp lấy. Diệp Thần trong lòng âm thầm quyết đoán. Lôi thần một đao tuy mãnh liệt, nhưng ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh hơn tiên đế. Lấy Diệp Thần trước mắt võ đạo nội tình, coi như là xem Vũ Hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, đảm nhiệm thiên nữ cùng tiên đế cường giả, cũng không thể nhất kích giết chết hắn. Mặc dù thật đánh, hắn vẫn là không đánh lại tiên đế, nhưng sẽ đối kháng nhất kích, cũng không phải là không thể nào. Quỷ tiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là đổi được ác liệt, nhìn về phía quỷ tiên sinh nói. Quỷ tiên sinh thấy Diệp Thần kiên quyết như vậy hình dáng, nhất thời một hồi kinh ngạc, nói quyết định. Diệp Thần gật đầu, ừ. Quỷ tiên sinh nói, tiếp lôi thần một đao, có thể không phải là đùa, người tốt nhất suy nghĩ một chút nữa. Hắn thật ra thì cũng có chút thưởng thức Diệp Thần, dẫu sao dưới tay hắn thủ tịch trưởng lão Cư Ma La, đều bị Diệp Thần ung dung trấn áp. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần chết ở chỗ này. Không cần suy xét, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng, ta cần một nén hương thời gian chuẩn bị. Diệp Thần nói, có thể. Quỷ tiên sinh không do dự, gật đầu đáp ứng. Diệp Thần ừ một tiếng, tính hạ tâm lai, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi thần pho tượng. Lôi biển lật lăn, vô số sấm sét sương mù bạo dũng, lôi thần pho tượng sừng sững ở trong biển rộng ương, tôn quý thủ thắng, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Muốn tiếp lôi thần một đao không chết, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn. Nhưng, muốn không chút tổn hao nào tiếp, độ khó nhưng là đặc biệt cao. Di thất chi cảnh mở cửa sắp tới, hắn cũng không muốn bị thương. Lập tức, Diệp Thần chính là bắt đầu chuẩn bị. Hắn trước sử dụng thần nguyên hoa, trực tiếp hấp thu hết. Thần nguyên hoa đản sanh vô nguyên mỏ ngọc mạch bên trong, ẩn chứa có vô cùng phong phú nguyên khí, nếu như là người bình thường hấp thu, tuyệt đối là rất có ích lợi. Nhưng, Diệp Thần võ đạo nội tình hùng hậu, thông thường thiên tài địa bảo, đã rất khó mang cho hắn cái gì tăng thêm. Hắn nuốt vào thần nguyên hoa, một cổ nguyên khí hội tụ nhập đan điền. Hắn thử nghiệm đem cái này cổ nguyên khí, chuyển vận đến luân hồi thất tinh mạch bên trong. Luân hồi thất tinh mạch, viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, Diệp Thần đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn đem vậy thần nguyên hoa nguyên khí,
toàn bộ bơm vào đến viên thứ hai mệnh tinh bên trong, muốn xem có hiệu quả gì. Luân hồi thất tinh, viên thứ hai mệnh tinh, tên là mặt trời gay gắt. Cái này một viên mệnh tinh thức tỉnh, liền có thể hóa thân sáng rực đại nhật, nóng rực huy hoàng chiếu sáng hết thảy, bao phủ hết thảy, ích dịch vạn ma, chư thiên vô địch. Truyền thuyết năm đó không lúc nào không bên trong tán thần nhất tộc, từ trong ảo tưởng chế bay lên trời đế kim thua thời điểm, linh cảm liền là tới từ luân hồi thất tinh bên trong mặt trời gay gắt mệnh tinh. Nhưng thiên đế kim luân coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là pháp bảo, là ngoại vật. Diệp thần mặt trời gay gắt mệnh tinh, nhưng là bản thân tánh mạng căn cơ tồn tại, một khi thức tỉnh, hắn đủ để hùng bá hiện thế vô địch, tiên đế cũng không đè ép được hắn. Nhưng, viên này mặt trời gay gắt mệnh tinh, muốn thức tỉnh, so với long đằng mệnh tinh thức tỉnh, còn phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Diệp thần đem thần nguyên hoa linh khí, toàn bộ bơm vào đi qua, lại là châu đất xuống biển vậy, không có tung lên nửa điểm gợn sóng. Cái này mặt trời gay gắt mệnh tinh, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng là có thể thức tỉnh. Diệp thần không biết làm sao, thần nguyên hoa cái loại này thiên tài địa bảo, nếu như cho phổ thông thiên huyền cảnh võ giả uống, chỉ ít có thể trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn uống vào, nhưng là không có đưa đến chút nào hiệu quả. Quỷ tiên sinh ở bên cạnh thấy một màn này, cũng là âm thầm ngạc nhiên, trong đầu nghĩ, tên này thân thể là động không đáy không được. Cái này thần nguyên hoa nuốt mất, liền một chút linh khí dị tượng đều không từng hiện ra. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, cũng là buông tha thức tỉnh mặt trời gay gắt mệnh tinh ý tưởng. Muốn tiếp lôi thần một đao, chỉ có dựa vào mình thực lực trước mắt. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, thân thể sắt thép. Diệp thần đầu tiên là thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, một tiếng nổ, một phiến khoáng đạt sắt thép sao trời, ngay tại lôi trên biển không mở ra, lạnh lùng như kim loại vậy ánh sao đầu bắn rơi xuống, một phiến trong trẻo lạnh lùng. Diệp thần cả người mỗi một cái huyệt khiếu, đều tràn đầy vô thượng sắt thép lực, thân thể trực tiếp biến thành thân thể sắt thép. Vậy thân thể sắt thép, lại thấm ra một chút kim trương hoàng cực đại lộ khí vận, đó là nham thần vòi máu cho Diệp thần nội tình. Huyền bia, ra. Ngay sau đó, Diệp thần đem trong cơ thể tất cả luân hồi huyền bi, trần bia, phong bi, viêm bia, linh bia, ma bia vân, toàn bộ cho gọi ra tới, vần quanh thân. Tại tất cả luân hồi huyền bi bên trong, Diệp thần chỉ kém thiên bia không có bắt được. Hiện tại trừ thiên bia ra, tất cả luân hồi huyền bi, đều ở đây Diệp thần quanh thân nhấp nhô, từng cái luân hồi thần mạch ở trong cơ thể hắn mở, hào hùng luân hồi khí tượng phóng lên cao. Ông một tiếng, hỗn độn mà huy hoàng, nguy nga mà ánh sáng sáng chói, thông suốt thiên vũ, luân hồi thiên quốc khí tượng hiện lên, vô số luân hồi tín đồ, ở là Diệp thần ngâm sướng. Một bên quỷ tiên sinh, nghe được cái này cổ tiếng ngâm sướng, đều muốn quỳ xuống. Thời khắc này Diệp thần, uy thế quá cường thịnh, vậy vô lượng cảnh cường giả, thấy hắn cũng phải lập tức thần phục, không cách nào dâng lên phản kháng chút nào ý niệm. Soát! Cuối cùng, Diệp thần trong tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm, làm xong tất cả chuẩn bị, ánh mắt ngưng luyện, nhìn lôi thần pho tượng, hướng quỷ tiên sinh nói. Có thể, quỷ tiên sinh, ta chuẩn bị xong. Quỷ tiên sinh nhìn Diệp thần khí tượng như vậy thật lớn hình dáng, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tên này, có lẽ thật có thể tiếp lôi thần một đao. Hiện tại Diệp thần coi như đứng cho hắn chém, hắn cũng chém không nhúc nhích một cái chút nào mau, trừ phi chính xác tiên đế cấp cường giả khác tới, nếu không ai cũng không khả năng áp chế Diệp thần. Diệp thần làm đủ phòng ngự dưới, muốn tiếp lôi thần một đao, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Chúc ngươi may mắn. Luân hồi chi chủ. Quỷ tiên sinh xa xa sau lui ra. Ở hắn lui ra sau đó, phương xa lôi thần pho tượng, bỗng nhiên tóe ra sáng chói tử mang. Tử mang lóng lánh lúc đó, thập phương thế giới sấm sét gầm thét, toàn bộ lôi biển đều sôi trào, vô số sấm nổ vang, rung động người tâm thần. Trong hư không, lôi khí hội tụ, đột nhiên xuất hiện hàng tỷ đầu thú sấm. Cái này hàng tỷ đầu thú sấm, dữ tợn gầm thét. Giống như nổi điên vậy hướng Diệp thần đạp chết tới. Theo tới, còn có ùn ùn kéo đến sấm sét uy áp. Thiết ngai vàng, chân áp. Diệp thần mặt không đổi sắc, sớm có chuẩn bị, thiết ngai vàng phối hợp nham thần máu, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, mãnh liệt chân áp hơi thở tràn ngập ra, đem chung quanh tất cả thú sấm, chân ép thành một cái sắt thép pho tượng. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo ngàn trượng dài sấm sét đao mang,
mang khí thế kinh khủng, từ lôi trên biển hoành cướp mà qua, trực tiếp hướng Diệp Thần chém chết tới. Vậy hàng tỷ thú sấm, cũng không phải chân tránh sát chiêu. Chân chính sát chiêu, là đạo này đao mang. Đây là lôi thần ý chí tóe ra một đao. Đây là lôi thần thiên tôn võ nghệ trình độ cao nhất, trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật một trong, Hy Hoàng lôi ấn lên trước, cuồng lôi thiên tuyệt chém. Một đao này mũi nhọn, cuồng lôi nổ tung, đủ để chảm phá bầu trời, diệt tuyệt hết thảy địch. Diệp Thần nhìn vậy chém tới một đao, con người cũng là hơi co rúm lại, da đầu tê dại. Hắn toàn thân lông, cũng bởi vì kịch liệt dòng điện ảnh hưởng, toàn bộ dựng ngược, bên tai tràn đầy thập phương thế giới sấm sét chấn động, ánh mắt nơi gặp, tất cả đều là từng cái tàn phá mãnh liệt bạo động sấm sét. Cho dù ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, vậy một đao cuồng lôi thiên tuyệt chém, uy lực thật ra thì đã là yếu hóa rất nhiều. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này một đao cũng là long trời lở đất vậy tồn tại, chỉ cần hơi có ứng đối không cẩn thận, tùy thời có thể bị chém chết. Trảm thiên cửu kiếm, cửu kiếm quy nhất, thiên quy tích, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng hét điên cuồng, đối mặt bá đạo như vậy một đao, hắn vậy không dám khinh thường. Trong cơ thể luân hồi huyết mạch, lập tức bốc cháy. Diệp Thần quanh người từng cục luân hồi huyền bi, cũng là cấp tốc chuyển động, vô số luân hồi kim quang cùng khí tượng bùng nổ. Ở một cái chớp mắt này tới giữa, Diệp Thần vung ra luân hồi thiên kiếm, trảm thiên cửu kiếm quy nhất, bộc phát ra hàng tỷ kiếm khí. Cái này hàng tỷ kiếm khí, hóa thành thiên quy tích, tuân theo cổ xưa bí ẩn, như tinh thần tuân theo vũ trụ quy tích, hiển hiện ra một loại đại lộ vô thượng khí thế. Phịch! Diệp Thần hàng tỷ kiếm khí quay về hợp, vô số thiên quy tích hội tụ thành một cái đại lộ quy luật, theo hắn luân hồi thiên kiếm, hung hăng bổ vào vậy một đạo cuồng lôi đao mang bên trên. Tất cả luân hồi huyền bi, toàn bộ ông minh chấn động, thả ra cường hãn nhất lực lượng, hội tụ đến Diệp Thần một kiếm này bên trong. Đây là Diệp Thần chọn đời tới nay, nhất là cuồng bạo một kiếm. Vậy lực lượng cuồng bạo, để cho được cánh tay hắn gân xanh nổi lên, cũng mau nổ tung. Đao và kiếm va chạm, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, toàn bộ lôi biển cũng nổ sôi trào, hàng tỷ tấn nước biển sông lên bay lên trời. Vậy một đạo cuồng lôi đao mang, lại là cũng như thực chất vậy, đặc biệt vững chắc. Va chạm dưới, Diệp Thần gan bàn tay tê dại, xương cánh tay đều sắp bị đánh gãy. Từng cái tử điện cùng từng đạo sấm sét không ngừng đánh vào hắn da thịt, hắn nguyên cánh tay cũng rơi vào tê liệt. Đi! Diệp Thần khẽ cắn răng, kiếm phong bỗng nhiên vừa chuyển, một cổ nhu lực đánh ra, nhất thời liền đem vậy cuồng lôi đao mang, bắn ngược trở về. Hắn trảm thiên cửu kiếm toàn bộ lĩnh ngộ sau đó, kiếm đạo thành tựu tiến nhiều, cương nhu gom lại, không câu nệ như ý. Lôi thần cái này một đao, hắn là miễn cưỡng tiếp, nhưng mình rất có thể phải bị thương. Vì để tránh cho bị thương, hắn đem đao mang bắn ngược trở về. Vù vù, đao mang kia bị bắn ngược, lại là cướp phá hư không, chém về phía lôi thần pho tượng. Ra Diệp Thần dự liệu, núp ở sau lưng lôi thần ý chí, hoàn toàn không có làm bất kỳ phòng ngự. Phịch đích một tiếng. Vậy tòa thật to lôi thần pho tượng, lập tức bị đao mang sấm sét oanh được nghiền. Lôi thần pho tượng nghiền, từng cục đá lớn sau đó đập xuống tại trong biển. Kích thích kinh thiên gợn sóng, khí thế nguy nga. Trời ạ! Đứng ở phía sau quỷ tiên sinh, tại chỗ sợ ngây người, không cách nào lại giữ bình tĩnh. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần không chỉ là tiếp nhận lôi thần một đao, thậm chí bắn ngược trở về, phá hủy lôi thần pho tượng. Lôi thần pho tượng bị hủy, hắn nhất thời cảm thấy trời sập, cả người run sợ sợ hãi, e sợ cho mạo phạm thần minh. Diệp Thần nhìn vậy bể tan tành lôi thần pho tượng, cũng là có chút bất ngờ. Nhưng bất kể như thế nào, lôi thần cái này một đao, hắn đều là tiếp nhận, hơn nữa không bị thương. Bất quá, Diệp Thần nhưng là phát hiện, vậy từng cục luân hồi huyền bi, linh khí ánh sáng đều là mờ đi rất nhiều. Hắn tuy tiếp nhận lôi thần một đao, nhưng giá phải trả cũng là khá là to lớn. Tất cả luân hồi huyền bi, linh khí đều là thật to hao tổn, muốn khôi phục nói, sợ rằng cần không ít thời gian. Luân hồi huyền bi lực lượng, quả nhiên là mạnh mẽ, liền thần linh uy áp, đều có thể chịu đựng. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu có thể tìm được thiên bia, vậy cũng tốt. Thiên bia là tất cả luân hồi huyền bi bên trong, cường đại nhất một khối, so cái khác 9 khối cộng lại, đều mạnh hơn. Chỉ tiếc, đến trước mắt Diệp Thần mới ngưng, Diệp Thần cũng không có thiên bia đầu mối.
Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại nội tâm nghĩ bậy, quay đầu nhìn Quỷ Tiên Sinh, nói. Quỷ Tiên Sinh, Lôi Thần một đao ta đã tiếp, coi như là thông qua khảo nghiệm, người tờ kia kỷ nguyên đạo thư, có thể cho ta chứ? Dựa theo ước định, Diệp Thần thông qua khảo nghiệm sau đó, Quỷ Tiên Sinh liền phải mang Quỷ Đạo Môn quy thuận hắn. Quỷ Đạo Môn tất cả thiên tài địa bảo, tất cả tài nguyên, từ nay về sau, đều là thuộc về Diệp Thần. Những tư nguyên này, Diệp Thần ngược lại cũng không quan tâm. Hắn duy nhất quan tâm, là kỷ nguyên đạo thư. Đó là Nhâm Phi Phàm đồ mong muốn. Hắn thiếu nợ Nhâm Phi Phàm quá nhiều, nội tâm đặc biệt áy náy, cái này kỷ nguyên đạo thư, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng, Quỷ Tiên Sinh thấy Lôi Thần pho tượng bể tan tành, nhưng là cả người phát run, gương mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không nói ra lời. Nghe được Diệp Thần mà nói, hắn vậy không có phản ứng. Diệp Thần nhướng mày một cái, bàn tay một nhiếp, liền đem một phiến trang sách, từ Quỷ Tiên Sinh trong cơ thể nhiếp lấy ra. Đây chính là kỷ nguyên đạo thư một trang. Nếu Quỷ Tiên Sinh không đáp lại, Diệp Thần cũng chỉ tốt tự cầm. Diệp Thần tay cầm một trang này đạo thư, chỉ cảm thấy trang sách đặc biệt nặng nề, giống như là một cái vũ trụ đại thế giới vậy nặng nề. Trang sách bên trên, ánh sao lưu chuyển, sao trời quỹ tích mơ hồ có thể gặp. Tinh thần lực thấm vào, Diệp Thần lại là thấy được vô số năm tháng, vô số thời không, vô số vận mạng bí ẩn. Trang này kỷ nguyên đạo thư, là thuộc về tương lai kỷ nguyên. Diệp Thần ngẩn ngơ, cẩn thận thấy rõ dưới, hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, trang này đạo thư thu lục kỷ nguyên, vừa không thuộc về đi qua, vậy không thuộc về hiện tại, mà là thuộc về tương lai. Thiên địa vũ trụ, không không lúc nào không, trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, tất cả dấu vết, cũng sẽ thu ghi đến kỷ nguyên đạo thư bên trong. Diệp Thần đã sớm nghe Nhâm Phi Phàm nói qua, cái này kỷ nguyên đạo thư bí ẩn. Nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này kỷ nguyên đạo thư, lại còn có thể thu ghi tương lai kỷ nguyên thế giới. Tương lai kỷ nguyên, còn không phát sinh, đó là tương lai sự việc. Tương lai có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, làm tương lai còn chưa tới lúc tới, cũng không người nào biết vậy là như thế nào tương lai. Diệp Thần ngắm nhìn cái này phiến trang sách, tinh thần một hồi hoảng hốt cùng vặn vẹo. Hạ một sát, hắn thật giống như rơi vào vực sâu, lại thích xem rơi vào mộng, vừa mở mắt, nhưng phát hiện mình xuyên Việt đi tới một cái thế giới xa lạ. Mảnh thế giới này, một phiến vắng lặng hiu quạnh, chỉ có một ngôi mộ. Nơi này là tương lai kỷ nguyên thế giới. Diệp Thần sợ ngây người, không nghĩ tới mình hoảng hốt tới giữa, lại có thể tiến vào tương lai. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn biết, tương lai ở còn chưa tới lúc tới, cuối cùng là hư ảo. Nói cách khác, hiện tại hắn chỗ ở thế giới, thật ra thì chỉ có thể coi như là một phiến ảo cảnh, là kỷ nguyên đạo thư hiển hóa ra ảo cảnh. Diệp Thần nhìn cái này phiến hoang vu thế giới, ánh mắt cuối cùng rơi ở một bên phần mộ trên. Sau đó, tim hắn mãnh liệt teo lại tới, nội tâm ở rút ra đau. Bởi vì hắn cảm thấy, trong mộ mặt mai táng mình, tương lai ta, chết, bị thiên nữ giết chết. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, thiên cơ thấy rõ dưới, thấy được rất nhiều hơn tương lai hình ảnh. Ở tương lai, Hồng Quân lão tổ quyết định mượn thiên nữ tay, tru diệt Diệp Thần. Trung nghĩa không thể lưỡng toàn, hắn quyết định sau cùng thành tâm ra sức tử Hoàng Tiên Cung, báo đáp đạo đức thiên tôn ân tình. Cái quyết định này, đối hắn mà nói, vậy là đặc biệt thống khổ. Dẫu sao, Diệp Thần là võ tổ học trò. Hắn cũng không muốn cùng võ tổ quyết liệt. Nhưng, tựa như có vật gì, đang thôi động hắn, muốn hắn cùng Diệp Thần đối lập, sống chết gặp nhau. Có lẽ, đây chính là không thể cãi lại vận mệnh đi. Hồng Quân lão tổ không cách nào hạ xuống thế giới hiện thật, hắn cầm pháp bảo của hắn, Viêm Hoàng Đế Ấn, cho mượn liền thiên nữ. Viêm Hoàng Đế Ấn, là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, là không không lúc nào không ngoại thần nhất mạch thần khí, bàn về uy lực, đủ để cùng thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải, thiên đế kim luân cũng giá tể khu. Bất quá, cùng thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải, thiên đế kim luân so sánh, Viêm Hoàng Đế Ấn danh tiếng, vẫn không có quá hiển hách. Đây là bởi vì, Viêm Hoàng Đế Ấn người chấp trưởng, là Hồng Quân lão tổ, hắn thực lực quá mạnh mẽ, ở không không lúc nào không bên trong, cũng là hạng trước ba siêu cấp cao thủ. Ở hắn ánh sáng bao phủ hạ, cái này Viêm Hoàng Đế Ấn,
vậy lộ vẻ được bình thường không có gì lạ. Nhưng trong thực tế, Viêm Hoàng Đế ấn uy lực, đặc biệt đáng sợ, dẫu sao đó là thần chí cao khí. Hồng Quân Lão Tổ đem cái này Viêm Hoàng Đế ấn, cho mượn thiên nữ, chính là muốn mượn thiên nữ tay, chu diệt Diệp Thần. Dĩ nhiên, đây là tương lai sự việc, bây giờ còn chưa phát sinh. Ở tương lai, thiên nữ bắt được Viêm Hoàng Đế ấn, cũng đạt được Hồng Quân Lão Tổ hết sức chống đỡ, sau lưng còn có toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung chống đỡ. Cuối cùng, nàng thành công giết chết Diệp Thần, giết chết Nhâm Phi Phàm, giết chết Diệp Thần tất cả Hồng Nhan Chi Kỷ. Nàng như nguyện, rốt cuộc đoạt được luân hồi huyết mạch, đoạt được Diệp Thần tất cả khí vận. Hồng Quân Lão Tổ vốn định cầm thiên nữ làm một con cờ, nhưng thiên nữ thật lợi hại, đoạt được luân hồi khí vận sau đó, ngược lại tính toán Hồng Quân, rất miễn cưỡng nuốt riêng Viêm Hoàng Đế ấn, cuối cùng kết hợp Thiên Đế Kim Luân cùng luân hồi huyết mạch, trấn áp Vạn Khư cùng Tử Hoàng Tiên Cung, thống nhất thái thượng thế giới, thành lập được chân chính lấy nàng vi tôn thế giới. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên cũng bị nàng giết chết. Đạo Đức Thiên Tôn bị buộc phi thăng không không lúc nào không, thiên nữ vậy chuẩn bị trên đời phi thăng, làm cho cả thế giới hiện thật phi thăng tới không không lúc nào không bên trong đi, nàng tiếp tục gọi tôn xưng phách. Diệp Thần thấy được những thứ này tương lai, rung động được tột đỉnh. Bên người hắn phần mộ, mai táng hắn hài cốt. Ở trước phần mộ, có một khối mộ bia. Vậy là một khối xương trắng đúc tạo thành mộ bia. Là dùng Nhâm Phi Phàm hài cốt đúc tạo thành. Mà đây cái phần mộ, phơi bày một chút đỏ nhạt màu sắc. Diệp Thần tất cả Hồng Nhan Chi Kỷ, đều bị thiên nữ giết sạch sẽ, máu thịt bổ sung nhập hắn nghĩa địa bên trong. Diệp Thần từ nơi này trong mộ, đánh hơi được Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Võ Giao, Diệp Lạc Nhi, Kỷ Lâm đám con gái mùi máu tươi nói. Các nàng toàn bộ chết. Chỉ có Kỷ Tư Thanh mùi không có ngửi được. Nàng tựa hồ còn sống. Diệp Thần nội tâm kịch liệt rút ra đau, nhìn cái này phiến phần mộ, nhìn cái này xương trắng mộ bia, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng tức giận. Hắn biết cái này là ảo cảnh, cũng không phải là chân thực. Ở tương lai còn chưa tới trước, những thứ này đáng sợ sự việc cũng không có phát sinh. Nhưng, điều này tương lai thời gian tuyến, nếu đã bị bắt ghi đến kỷ nguyên đạo thư bên trong, vậy thì chứng minh, ở thiên thiên vạn vạn cái tương lai thời gian tuyến bên trong, cái này tương lai có khả năng nhất phát sinh. Một khi cái này tương lai đến, Diệp Thần có hết thảy, cũng sẽ bị thiên nữ hủy diệt. Thiên nữ nuôi heo kế hoạch, thật muốn thành công. Nàng rốt cuộc đem Diệp Thần bồi dưỡng, cũng cuối cùng giết chết Diệp Thần, cướp lấy tất cả luân hồi khí vận cùng tiềm năng, nàng chính là tương lai mới luân hồi chi chủ. Nàng muốn bao trùm chư thiên, thành lập một cái lấy nàng vi tôn thế giới. Diệp Thần đối thiên nữ, vốn là có rất nhiều khắc cốt quyến luyến cùng tốt đẹp nhớ lại. Nhưng, thấy cái này tương lai sau đó, hắn tuyệt vọng, vậy nổi giận. Vốn là chém không ngừng tơ tình, ở một khắc, coi như là hoàn toàn cắt đứt. Diệp Thần trong lòng chỉ có tức giận cùng cừu hận. Hắn rốt cuộc rõ ràng, mình cùng thiên nữ, nhất định là không chết không thôi, không có chỗ trống quay về. Muốn nhận thiên nữ là tiểu thiếp, bây giờ nhìn lại xem một chuyện tiếu lâm. Diệp Thần, là ngươi sao? Đột nhiên, một đạo ôn nhu kêu gọi, từ Diệp Thần sau lưng truyền tới. Diệp Thần cả kinh, quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một đạo quen thuộc bóng người, là Kỷ Tư Thanh. Là tương lai Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh cả người đồ tang, gương mặt đặc biệt tiều tụy. Ở tương lai, thiên nữ giết sạch Diệp Thần tất cả Hồng Nhan Chi Kỷ, chỉ có Kỷ Tư Thanh tránh được một kiếp. Tư Thanh, ngươi còn sống. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Kỷ Tư Thanh. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tương lai trong thế giới, đều quên những cái kia đáng sợ sự việc, thật ra thì bây giờ còn chưa phát sinh. Kỷ Tư Thanh dưng dưng gật đầu, nói ta thừa kế vận mạng quy luật lực, có trong chỗ u minh vận mệnh che chở, may mắn tránh được thiên nữ sát thủ, nhưng... các ngươi đều chết hết, chỉ còn lại ta một người, còn sống lại có ý gì? Diệp Thần nội tâm chấn động, chợt lại tỉnh hồn lại. Tiến lên ôm chặt lấy Kỷ Tư Thanh, khẽ vuốt sợi tóc của nàng, nói, đừng sợ, tương lai sự việc, còn không phát sinh, ta không bị thua ở thiên nữ thủ hạ. Kỷ Tư Thanh buồn bã nói, thiên nữ có Hồng Quân Lão Tổ và Tử Hoàng Tiên Cung chống đỡ, ngươi thì như thế nào có thể đấu thắng nàng? Diệp Thần khẽ cắn răng, nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Kỷ Tư Thanh nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định,
lại nhìn xem mộ huyệt kia, nước mắt rốt cục thì không nhịn được chảy xuống. Ở tương lai, thiên nữ liền nàng muội muội Kỳ Lâm, cũng không có thả qua, thủ đoạn dị thường tàn bạo. Diệp thần, muốn thay đổi tương lai nói, chỉ có một cái biện pháp. Kỳ Tư Thanh nói, biện pháp gì? Diệp thần liền vội vàng hỏi. Thiên bia, tìm được thiên bia. Chỉ cần có thể tìm được thiên bia, người luân hồi thần mạch, khôi phục nguyên vẹn, thì có thể đối kháng thiên nữ. Đây là duy nhất cơ hội. Kỳ Tư Thanh nói, Diệp thần và thiên nữ đối kháng, liên lụy đã càng ngày càng lớn, đã không phải là đơn thuần hai người chiến đấu. Ở tương lai, thiên nữ sau lưng, đứng Hồng Quân Lão Tổ và Tử Hoàng Tiên Cung. Diệp thần muốn chiến thắng nàng, đơn giản là khó hơn lên trời. Ở kỷ nguyên đạo thư thu nhận tương lai trong thế giới, Diệp thần chính là đánh bại. Hiện tại Kỳ Tư Thanh nói cho hắn, duy nhất lật bàn có thể, liền là tìm ra thiên bia, để cho luân hồi thần mạch khôi phục nguyên vẹn. Thiên bia, ta biết, ta nhất định sẽ tìm được. Diệp thần nắm quyền một cái, cũng là cảm thấy tương lai đáng sợ nguy cơ. Thiên nữ dã tâm cùng nguyện vọng, thật ra thì hắn đã sớm biết rồi, vẫn luôn là lớn vô cùng. Chỉ là đến hiện tại, hắn chính mắt nhìn thấy tương lai thế giới sau đó, mới cảm giác chân thực bị thiên nữ đáng sợ. Liền liền Hồng Quân Lão Tổ và Tử Hoàng Tiên Cung, cuối cùng cũng không khống chế được thiên nữ, muốn đem nàng làm con cờ, kết quả bị nàng ngược lại tính toán, tổn thất to lớn. Thiên nữ dã tâm, thậm chí vượt qua hiện thế, nàng muốn đánh đến không không lúc nào không bên trong, tại tất cả thời gian tuyến, tất cả thời không bên trong xưng bá gọi tôn, vĩnh viễn vô địch. Diệp thần, người nhất định phải thay đổi tương lai, nhất định phải. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết, ta không muốn chết, chẳng muốn mất đi ngươi. Kỳ Tư Thanh thúc thít, ôm trước Diệp thần, lại hôn hắn. Diệp thần nhắm mắt lại, cũng là lỗ mũi bị chua, ánh mắt một hồi mê ly. Cùng hắn mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại, nhưng phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thật, trở lại vậy phiến sấm sét đại dương, trong tay đang cầm vậy một trang kỷ nguyên đạo thư. Mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là một tràng huyễn mộng. Trước mắt, lôi thần pho tượng bể tan tành, biển khơi cuồn cuộn, sấm sét cổn đáng. Sau lưng, quỷ tiên sinh trợn mắt hốc mồm, đang vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp thần. Luân hồi chi chủ, ngươi tại sao khóc? Hai hàng nước mắt, từ Diệp thần khóe mắt thượng lưu hạ. Quỷ tiên sinh có chút không rõ cho nên, hắn mới vừa thấy lôi thần pho tượng bể tan tành, nội tâm chính là sợ hãi sợ, sau đó trong cơ thể kỷ nguyên đạo thư, lại bị Diệp thần thu lấy đi. Ở hắn trong tầm mắt, chỉ thấy Diệp thần cầm kỷ nguyên đạo thư, suy nghĩ xuất thần, sau đó liền rơi lệ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tại sát na này tới giữa, Diệp thần tản ra hơi thở, biến hóa to lớn. Mới vừa Diệp thần, thành công tiếp lôi thần một đao, thô bạo siêu tuyệt, ác liệt sắc bén. Nhưng trong phút chốc, Diệp thần hơi thở, thì trở nên được bể dâu, thương hại, thống khổ, thê lương, thật giống như ở ngay tức thì trải qua vạn trượng hồng trần. Quỷ tiên sinh cũng không biết, Diệp thần ở nơi này trang kỷ nguyên đạo thư bên trong, rốt cuộc nhìn thấy gì. Quỷ tiên sinh, người đi ra ngoài trước đi, ta có mấy lời, muốn đơn độc cùng luân hồi chi chủ trò chuyện một chút. Bỗng nhiên, lôi biển bên trên, truyền ra một đạo uy nghiêm lạnh lùng giọng nữ, mang một cổ tôn quý thủ thắng khí vận. Đó chính là lôi thần thanh âm. Quỷ tiên sinh nghe được lôi thần thiên tôn thanh âm, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, lập tức quỳ xuống, bịch bịch dập đầu, kêu lên cung nghênh lôi thần thiên tôn. Lôi thần thiên tôn nói, người đi ra ngoài trước. Quỷ tiên sinh nói, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Diệp thần ánh mắt híp lại, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng không nhìn thấy lôi thần thiên tôn bóng người, chỉ cảm nhận được thanh âm kia, còn có trong chỗ u minh thần linh uy nghiêm. Lôi thần thiên tôn, xin lỗi, không cẩn thận phá hư ngươi pho tượng. Diệp thần nhìn vậy bể tan tành pho tượng, lại xin lỗi nói. Không sao, đều là chút ngoại vật, không đánh chặt. Lôi thần thiên tôn cũng không ngại, ngừng lại một chút, lại hỏi. Ngươi xem qua tương lai. Nghe vậy, Diệp thần thân thể run rẩy run trang. Cười khổ nói, Lôi thần thiên tôn nói, tương lai sự việc, còn không phát sinh, ngươi không nên quá lo lắng, ta là sợ ngươi đạo tâm chịu ảnh hưởng, cho nên đi ra hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nàng thanh âm mang một cổ nhu hòa mùi vị, như thần linh từ bi, thần yêu mọi người. Diệp thần nghe vào trong tai,
cũng là cảm thấy cả người ấm áp, khẽ mỉm cười, nói, ta biết, đa tạ lôi thần quan tâm. Tương lai sự việc, mặc dù đáng sợ, nhưng đúng là còn không phát sinh, Diệp Thần sẽ không quá mức chìm đắm vào. Hắn xem qua tương lai sau đó, ngược lại kiên định lòng tin. Tương lai cùng thiên nữ quyết chiến, tuyệt không thể nương tay, nhất định phải đem hết toàn lực. Nếu như chiến bại, hắn sinh mạng, bạn hắn, hắn người thân, hắn rất nhiều hồng nhan, đều phải bị thiên nữ hủy diệt, đây là hắn không cách nào tiếp nhận đáng sợ kết cục. Lôi thần nói, ngươi chính là bách gia cảnh tầng thứ 9, là có thể tiếp ta một đao, đích xác là không phải chuyện đùa, võ đạo nội tình thâm hậu đến đáng sợ, khó trách Dạ Mẫu sẽ như thế coi trọng ngươi, coi ngươi là đồng minh. Diệp Thần có thể tiếp nàng một đao, nàng vậy là vô cùng hài lòng cùng thưởng thức, lại là khen ngợi. Diệp Thần nói, Lôi Thần thiên tôn quá khen. Lôi Thần nói, ta cũng muốn cùng Dạ Mẫu như nhau, cùng ngươi kết minh, ngươi ý như thế nào? Nghe nói như vậy, Diệp Thần đặc biệt bất ngờ. Hắn lại không nghĩ rằng, Lôi Thần cũng muốn cùng mình kết minh. Tương lai hắn sẽ đối kháng thiên nữ, đồng minh dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Lôi Thần thiên tôn muốn cùng ta kết minh, đó là ta 8 đời đã tu luyện có phúc. Diệp Thần mỉm cười nói, ý nói, liền là đồng ý. Lôi Thần thần cách, còn ở Dạ Mẫu bên trên, là đã từng là 9 thần một trong, cùng nàng kết minh, chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Lôi Thần cười nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phác thẳng thắn. Tên ta kêu Ân làm thật, mọi người sau này sẽ là bằng hữu, ngươi có thể trực tiếp kêu tên ta, ta cũng trực tiếp kêu tên ngươi, Diệp Thần. Thanh âm này rơi xuống, lôi trên biển mây mù sôi trào, hiện ra một đạo hư ảo bóng người. Đó chính là Lôi Thần thiên tôn Ân làm thật bóng người. Nàng cả người màu tím quần áo, vóc người đặc biệt đầy đặn, thấm ra thành thục mượt mà hơi thở. Da thịt trắng noãn tuyết non, khí chất cùng Dạ Mẫu so sánh, càng nhiều ra một phần tôn quý, dẫu sao là 9 thần một trong, chủ thần cấp bậc tồn tại. Ân cô nương, lần đầu gặp mặt, hạnh hội. Diệp Thần cười ôm quyền. Hạnh hội. Ân làm thật cũng là khẽ mỉm cười, thái độ 10 phần khách khí, nói ta thân xác đã sớm vẫn diệt, chỉ còn lại một chút còn sót lại ý chí, nhưng đem ngươi tới đối kháng thiên nữ, đối kháng vạn khư, ta đều có thể giúp ngươi một tay. Diệp Thần ôm quyền nói, đa tạ. Hắn biết Ân làm thật là Lôi Thần, coi như chỉ là một chút còn sót lại ý chí, đều có khó lường thần uy, tất sẽ thành vì mình to lớn trợ lực. Ân làm thật vung tay lên, một phiến ngọc giản bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay, nói, đây là ta đã từng tu luyện thần thông công pháp, võ đạo bí kỹ, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Diệp Thần cầm ngọc giản, tinh thần lực hơi đảo qua coi, liền cảm thấy ngọc giản bên trong ghi lại mấy chục cửa võ đạo thần thông, toàn bộ là lôi thuộc tính. Những võ đạo này thần thông, bác đại tinh thâm, trong đó nhất để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú có 2 môn. Cái này 2 môn thần thông, một môn là cuồng lôi thiên tuyệt chém, tam thập tam thiên thần thuật một trong, uy lực cực kỳ khủng bố. Khác một môn, tên là thiên điểu phi kiếm lưu, mặc dù hoàn toàn không thể cùng cuồng lôi thiên tuyệt chém so sánh, nhưng đem sấm sét khí lưu hóa thành phi kiếm, thả vào bên trong thế giới hiện thật mặt, cũng là một môn cường hãn thần thông. Thái thượng thế giới bên trong, thái thượng 36 đạo lý thiên điểu đạo pháp, thật ra thì chính là từ nơi này cửa thiên điểu phi kiếm lưu bên trong diễn hóa ra tới. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ, rất nhanh liền đem thiên điểu phi kiếm lưu lĩnh ngộ thấu triệt. Những thứ khác lôi thuộc tính thần thông, cũng là toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ có vậy cuồng lôi thiên tuyệt chém, Diệp Thần hoàn toàn không sợ tới ngưỡng cửa. Liền ở đầu óc bên trong quan tưởng, đều cảm thấy nhức đầu. Cảm giác như thế nào? Lôi Thần Ân làm thật cười hỏi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói cái khác thần thông khá tốt, thế nhưng cuồng lôi thiên tuyệt chém, quá mức phức tạp thâm ảo, ta hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Ân làm chân đạo, người không thể lĩnh ngộ, thật ra thì không phải thiên phú không được, mà là lôi thuộc tính công pháp nội tình còn chưa đủ, cái này cuồng lôi thiên tuyệt chém, là ta võ nghệ trình độ cao nhất. Thật ra thì không hề coi là phức tạp, chỉ là muốn hạ hằng tim cùng khổ công. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, coi như chịu khổ cực, cũng chưa chắc có thể học biết, dẫu sao là tam thập tam thiên thần thuật, uy lực quá lớn, thế giới hiện thật quy luật, rất khó chứa được. Trong truyền thuyết tam thập tam thiên thần thuật, coi như ở không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thuật pháp, ở thế giới hiện thật, vậy càng là bao trùm quy luật trên tồn tại. Trước đây, Diệp Thần đạt được thiên địa mẫu nguyên trưởng, đó là cơ duyên xảo hợp,
hấp thu tổ thần vương máu tươi, mới vừa luyện thành. Ân Làm thật cười nói cũng phải, giao cho Nhâm Phi Phàm thử một chút đi, hắn tu luyện Hy Hoàng Lôi Ấn, lôi thuộc tính công pháp nội tình mạnh mẽ, có lẽ có thể lĩnh ngộ ta cửa này cuồng lôi thiên tuyệt chém vậy không nhất định. Như vậy tới một cái, ta cuồng lôi quy luật, vậy coi là có cái người thừa kế. Có người thừa kế ở đây, nhân quả in dấu in ca sâu, ta tương lai muốn hồi phục, vậy sẽ dễ dàng một chút. Diệp Thần nói, hắn đang muốn đền bù Nhâm Phi Phàm, cái này cuồng lôi thiên tuyệt chém, nếu như đưa cho Nhâm Phi Phàm mà nói, cũng coi là một cái thiên đại lễ vật cơ duyên. Hắn lôi thuộc tính nội tình không đủ, khó mà học biết, nếu như để cho Nhâm Phi Phàm tới, có thể thì có chuyển cơ. Nếu là Nhâm Phi Phàm nắm giữ tam thập tam thiên thần thuật, luân hồi trận doanh nội tình, đem sẽ tiến một bước tăng lên. Ngươi chuẩn bị đi Di Thất Chi Cảnh, tìm Thương Huyền Đại Đế bảo tàng sao? Ân Làm thật hỏi. Nghe nói vậy trong bảo tàng mặt, có kỷ nguyên đạo thư tồn tại, ta không thể bỏ qua. Diệp Thần nói. Trong tay hắn kỷ nguyên đạo thư, chỉ là một trang, chân chính hoàn chỉnh đạo thư, ở Di Thất Chi Cảnh bên trong, đó cũng là Nhâm Phi Phàm muốn tìm đồ. Ân Làm chân nhãn mâu hơi chớp động, nói cực kỳ lâu trước kia, ta cũng từng cùng Thương Huyền Đại Đế đã giao thủ, bị hắn chặt đứt một cái tóc. Tóc ta, chắc siêu tầm ở hắn trong bảo tàng mặt, trải qua năm tháng, hơn phân nửa đã biến hóa thành một cái lôi đao. Ngay lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đánh bắt tay chỉ, tựa hồ muốn theo dõi sau lưng thiên cơ. Nếu như ngươi đi Di Thất Chi Cảnh, trước giúp ta lấy lại tóc ta, hôm nay hẳn hóa thành lôi đao, cùng ta hơi thở tương thông, ngươi chỉ cần đến gần, liền có thể cảm nhận được. Nàng hướng Diệp Thần ủy thác. Tóc. Diệp Thần sửng sốt một tí. Ân Làm chân đạo, đúng vậy, cửu thần thời đại bị chung kết sau đó, ta thân xác bị đà đế cổ thần tiêu diệt, hết thảy tồn tại hóa thành kiếp bụi, duy nhất có thể gìn giữ hoàn hảo, chính là ta đã từng bị Thương Huyền Đại Đế chém xuống sợi tóc. Vậy tuy chỉ là một cái sợi tóc, nhưng dẫu sao là ta thân xác duy nhất tồn tại qua dấu vết, đối với ta tương lai hồi phục, rất nhiều tác dụng, ngươi nếu như tìm được, trước giúp ta bảo quản. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, nói, được, ta biết. Ân Làm thật khẽ mỉm cười, nói, Diệp Thần, cùng ngươi hợp tác, thật đúng là vui vẻ, Di Thất Chi Cảnh mau mở ra, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Nếu như gặp phải có khó khăn gì, có thể kêu gọi ta tên chữ. Những lời này rơi xuống, chung quanh không gian, chính là vặn vẹo. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, khoảnh khắc tới giữa, liền bị truyền tống ra ngoài lôi biển, trở lại quỷ đạo môn sơn môn trong đại điện. Trong đại điện, quỷ tiên sinh đang vô cùng khẩn cấp chờ đợi, thấy Diệp Thần đi ra, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên. Luân hồi chi chủ, cái này cũng tốt mấy ngày trôi qua, người có thể tính ra. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói, đều đi qua đã mấy ngày. Xem ra mình cùng lôi thần Ân Làm thật trò chuyện, thời gian là hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng Diệp Thần hoàn toàn không có cảm giác. Ân Làm thật tựa hồ là muốn hơi có vẻ thủ đoạn, để cho Diệp Thần cảm thụ hạ nàng quy luật lực lượng, biết nàng người minh hữu này sức nặng. Diệp Thần cười khổ trong lòng, thật ra thì coi như Ân Làm thật không hiển lộ thủ đoạn, hắn cũng sẽ không chút nào khinh thị, dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết thần minh à, đã từng là chủ thần. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ngày mai Di Thất Chi Cảnh liền mở ra, mọi người đều ở đây chờ ngươi. Mấy ngày nay thời gian, ta đã cùng Lữ tiểu thư thương lượng xong, ta quỷ đạo môn cũng nhập thần Lam Tông, từ nay về sau quy thuận luân hồi, cũng nghe lệnh ngươi làm. Quỷ tiên sinh cung kính khom người, một mặt nhún nhường, đã là hoàn toàn thần phục Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, xem ra mấy ngày nay thời gian, bên ngoài nhân quả đều giải quyết, ngược lại không cần hắn bận tâm. Hắn ra đại điện, liền thấy quỷ đạo môn thủ tịch trưởng lão Cư Ma La, đã bị thần Lam Tông bên kia thả, đang xấu hổ cung kính đứng tại đại điện bên ngoài, dẫn rất nhiều quỷ đạo môn cường giả, nghênh đón hắn đi ra. Cư Ma La khom người nói, thiên chủ đại nhân, chúng ta đã cùng Lữ tiểu thư thương lượng xong, chờ ngày mai Di Thất Chi Cảnh mở một cái thả, mọi người cũng cùng nhau đi vào tìm bảo. Diệp Thần gật đầu nói, được. Quỷ đạo môn bị lôi thần che chở, mà Diệp Thần và lôi thần là đồng minh. Cho nên, hôm nay quỷ đạo môn, có thể tín nhiệm, đã là luân hồi trận doanh thế lực. Thiên chủ đại nhân, ta đưa ngươi hồi thần Lam Tông. Cư Ma La thần thái nhún nhường nói. Không cần, chính ta trở về.
Diệp Thần khoát khoát tay từ chối, sau đó liền ở Quỷ Tiên Sinh, Cư Ma La, còn có Quỷ Đạo Môn rất nhiều cường giả đưa mắt nhìn hạ, rời đi Quỷ Đạo Môn. Xuất hiện ở Quỷ Đạo Môn sau đó, Diệp Thần kính hồi Thần Lam Tông. Hắn đơn đao phó hội, giờ phút này không chút tổn hao nào trở về, hơn nữa còn hoàn toàn thu phục Quỷ Đạo Môn, đây là thiên đại chuyện vui. Nhưng, Thần Lam Tông bên trong, nhưng tràn ngập một cổ quái kiềm chế bầu không khí, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn trở lại một cái, liền có mấy cái trưởng lão tiến lên, một người trong đó lo lắng nói. Diệp đại nhân, người có thể coi là trở về, tông chủ nàng ở tìm ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói có chuyện gì. Đây là, nhưng gặp Lữ Thấm Huyền vội vàng từ tông môn bên trong đi ra, thấy Diệp Thần trở về, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên, Diệp đại ca, người có thể coi là trở về. Diệp Thần nói, Lữ tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Di thất chi cảnh không phải ngày mai mới mở cửa sao? Lữ Thấm Huyền thở hổn hển, liền vội vàng nói, Diệp đại ca, không phải, thật xảy ra chuyện, Lục cô nương. Lục cô nương nàng chạy. Diệp Thần nói, Mạ Thiền. Lữ Thấm Huyền gật đầu liên tục, nói, ừ, hai tiếng trước, nàng mang đi tổ huyền đồ, đi theo huyền cung người chạy. Diệp Thần nghe được lời này, nhất thời thất kinh. Hắn ở đi Quỷ Đạo Môn trước, liền nghe từ Dạ Mẫu chỉ thị, đem tổ huyền đồ lưu lại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Hòa Thiền lại có thể sẽ đem tổ huyền đồ mang đi, còn đi theo huyền cung người chạy. Di thất chi cảnh ngày mai sẽ mở cửa, nhưng chỉ mở cửa tầng ngoài, tầng bên trong bảo tàng không gian, cần dựa vào tổ huyền đồ thành tựu chìa khóa tiến vào. Hiện tại Lục Hòa Thiền mang đi tổ huyền đồ, chìa khóa không có, đây thật là thiên đại phiền toái. Lữ Thấm Huyền vội hỏi, Diệp đại ca, làm thế nào? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, rất nhanh có quyết đoán, nói ta đi xem chuyện gì xảy ra, ngươi ở lại chỗ này. Lữ Thấm Huyền nói, ta cũng đi. Diệp Thần nói, không cần, người nhiều ngược lại cản trở, ta trong chỗ u minh cảm giác, Mạ Thiền nàng mang đi tổ huyền đồ, cũng không phải là cố ý, mà là bị người mê muội, rơi vào ma chướng. Lập tức, Diệp Thần để cho Lữ Thấm Huyền lưu lại. Là ngày mai di thất chi cảnh mở cửa chuẩn bị, hắn thì một mình đi ra ngoài, tìm Lục Hòa Thiền. Diệp Thần cẩn thận bắt dưới, rất nhanh phong tỏa Lục Hòa Thiền khí cơ, một cái hư không thuấn di, qua lại đi. Trong phút chốc, Diệp Thần sẽ đến thất vực phía đông biên giới, một đám mây khói tràn ngập trong núi rừng. Từ xa nhìn lại, có thể thấy ở trên trời bên trong, nổi lơ lửng từng ngọn cung điện, bạch ngọc điêu tạo, lộng lẫy và tuyệt vời, phảng phất là trong ảo tưởng thế giới. Không phải thực tế có thể có. Đó chính là huyền cung đạo môn khí tượng. Trong đó một tòa trung tâm cung điện, nguy nga, lớn như đấu ngày, tiên khí thiên điều, thụy hà vạn trượng, tiên âm lượn lờ truyền tới, đáng địch nhân tâm hồn. Ở huyền cung chu vi ngàn dặm chi địa, đều là mây khói bao trùm, tiên khí tràn ngập, một phiến thánh cảnh khí tượng. Diệp Thần đáp xuống núi rừng, khoảng cách huyền cung còn có trăm dặm. Ở gần như vậy địa phương, huyền cung cấm chỉ hết thảy hư không truyền tống cùng phi hành, sợ xúc phạm trong chỗ U Minh Thương Huyền Đại Đế. Diệp Thần qua lại không gian tới, nhất thời ở trong núi rừng, nhấc lên một hồi mãnh liệt không gian ba động. Núi rừng trên đất trống, một chi đội ngũ đang nghỉ ngơi, xem trang phục là huyền cung người. Bọn họ mang theo đặc thù thú cưỡi, 10 phần thần tuấn, có thể thay đi bộ đi đường, sẽ không xúc phạm cấm lệnh. Diệp Thần hạ xuống, mãnh liệt không gian ba động. Nhất thời để cho được nguyên chi đội ngũ, đều là rối loạn, không ít người rút ra binh khí. Diệp Thần ánh mắt vừa thấy, liền thấy đội ngũ vây quanh cốt lõi nhất, là hai người. Một người cô gái, một cái ông già. Cô gái là Lục Hòa Thiền, vậy ông già chính là Lục Hư, trước đây lấy sứ giả thân phận, từng bái phỏng qua Thần Lam Tông. Diệp đại ca, Lục Hòa Thiền thấy Diệp Thần tới, thân thể mềm mại hơi run lên. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Lục Hư bàn tay rúc lại tay áo bảo bên trong, không biết đang tính toán chút gì, già nua trên mặt, chỉ là mỉm cười. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hướng Lục Hòa Thiền kêu lên, Lục cô nương, trở về, tổ huyền đồ cho ta. Lục Hòa Thiền ngẩn ngơ, thân thể rúc về phía sau xúc, không tình nguyện nói, Diệp đại ca, cái này tổ huyền đồ là ra ta đồ, ta muốn tự cầm hồi, ta muốn cứu huyền cung. Cứu ra ta. Vừa nói ánh mắt nhìn về phía Lục Hư.
Cái này Lục Hư, vô luận là bề ngoài, vẫn là tên chữ, cũng cùng gia gia nàng như nhau. Nàng biết rõ cái này Lục Hư, cũng không phải là tổ thần vương, không phải gia gia nàng, nhưng trong lòng vẫn là hoảng hốt đồng ý, mơ mơ màng màng. Diệp Thần trầm giọng nói, gia gia ngươi đã đem tổ huyền đồ cho ta, đây là đồ ta. Bất quá, ta cùng gia gia ngươi thương lượng qua, nếu là có thể phá giải tổ huyền đồ bí mật, cơ duyên ta phân ngươi một nửa, ngươi tới đây. Hướng Lục Hòa Thiền vẫy tay. Nhưng Lục Hòa Thiền vẫn là sợ, thân thể đi về sau di chuyển, lắc lắc đầu nói, huyền cung cần tổ huyền đồ, ta muốn cứu bọn họ. Ngồi ở bên cạnh Lục Hư, khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, tổ huyền đồ vốn chính là ta huyền cung đồ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao trả lại cho ta cửa đi, không muốn làm vô vị tranh đấu, mọi người vẫn là bằng hữu. Diệp Thần ra mặt hơi run lên, nhìn xem Lục Hư, lại nhìn xem Lục Hòa Thiền, nói, ngươi không phải gia gia của nàng, ngươi đừng nghĩ mê muội nàng. Lục Hư cười nói, ta không có mê muội nàng, đây là chính nàng lựa chọn, ha ha, nhà ta đạo sư Tôn Cửu Tinh nói, tổ huyền đồ người chấp trưởng, chính là ta huyền cung người cứu độ. Cái này người cứu độ, không nhất định chính là luân hồi, cũng có thể là vị này Lục cô nương, ta xem nàng cầm tổ huyền đồ, là có thể rất dễ dàng chấp trưởng. Lục Hòa Thiền cắn răng, ngẩng đầu hướng Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta muốn cứu gia gia ta. Không, cứu huyền cung, ngươi cầm tổ huyền đồ cho ta đi. Diệp Thần nhìn nàng cái này điềm đạm đáng yêu diễn cảm, trong lòng hơi chấn động một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, huyền cung cùng tổ huyền đồ, đúng là cũng có cực lớn nhân quả. Lập tức, Diệp Thần giọng hơi chậm, hướng Lục Hư nói, ta có thể đem tổ huyền đồ cho các ngươi, nhưng các ngươi huyền cung phải đáp ứng ta, cùng mở ra bảo tàng, Kỷ Nguyên đạo thư và Lôi Thần lưu lại sợi tóc, đều phải cho ta. Ta chỉ cần cái này hai kiện bảo vật, đây là ta ranh giới cuối cùng, cái khác tất cả mọi thứ, ta đều có thể không muốn. Diệp Thần tìm bảo, chủ yếu chính là muốn Kỷ Nguyên đạo thư, còn có Lôi Thần đã từng là một cái tóc, những bảo vật khác, đều có thể bỏ qua. Lục Hư hừ một tiếng, nhưng là lộ ra một chút khinh thường, nói, xin lỗi, luân hồi chi chủ, bảo tàng đều là ta huyền cung, người ngoài không tư cách chấm mút. Lục Hòa Thiền thân thể run lên, hiển nhiên không đồng ý Lục Hư lời nói, khẽ gọi nói, ra ra. Tiếng hô hoán này kêu lên, nàng cũng biết mình lại gọi sai, lập tức im miệng. Diệp Thần nhất thời tức giận, nói ta ban đầu vì cướp lấy cái này tổ huyền đồ, bỏ ra cực lớn tâm huyết, các ngươi huyền cung cái gì cũng không muốn bỏ ra, vừa muốn đem chìa khóa này lấy đi, không có đạo lý này. Dưới sự tức giận, Diệp Thần trong mắt cũng là bộc phát ra ý định giết người, cuồng bạo linh khí đang nổi lên. Cái này cổ cuồng bạo khí thế, để cho được toàn trường tất cả huyền cung cường giả, cũng làm run sợ. Lục Hư cũng là mặt đầy dè chừng và sợ hãi, ánh mắt mong về phía sau xa thiên trôi lơ lửng huyền cung cung điện, nội tâm chính là an ổn rất nhiều, kêu lên. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn động tay sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này là ta huyền cung địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Nói xong, Lục Hư thả ra một gửi tín hiệu đánh. Đạn tín hiệu phịch đích một tiếng, ở trên trời nổ tung. Hạ một sát, bầu trời bên trong, khí lưu mãnh liệt. Một đạo thân ảnh, từ trên bầu trời nổi lên, hạ xuống xuống. Đó là một cái ánh mắt quấn vải trắng, mặc trên người mang khôi giáp ông già, trên mình tràn ngập vô lượng cảnh hậu kỳ khí tức cường đại, làm người ta không lạnh mà run. Lại là Vạn Khư Thần Điện cao tầng, 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Huyền Gia lão tổ, Huyền Thiên Kiêu. Diệp Thần thấy Huyền Thiên Kiêu ở chỗ này, không khỏi được thất kinh, Huyền Thiên Kiêu, là ngươi. Ngươi lại có thể ở Huyền Cung. Huyền Thiên Kiêu nhìn Diệp Thần, hừ một tiếng, nói ta Vạn Khư và Huyền Cung có hợp tác, Vũ Hoàng bệ hạ thương thế mới khỏi, nhưng nguyên khí còn không khôi phục, cần cái này di thất bảo tàng bên trong đồ, thằng nhóc, ta khuyên ngươi đừng tới cướp. Huyền Thiên Kiêu ánh mắt đã sớm mù hết, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới này, cả người trên dưới đều là ánh mắt. Diệp Thần khẽ chấn động, nhưng là không nghĩ tới, Vạn Khư lại có thể cùng Huyền Cung có hợp tác. Ban đầu Vũ Hoàng cổ đế, bị Nhâm Phi phàm nhân quả phòng luật sư tổn thương, hiện tại mau đi qua một tháng, lấy hắn tiên đế cấp bậc thực lực, muốn đến vậy thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ bất quá, bị thương hao tổn nguyên khí, cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Dẫu sao là bị nhân quả phòng luật sư tổn thương. Huyền Thiên Kiêu hạ xuống ở chỗ này, chính là vì tìm bảo bối,
để cho Vũ Hoàng cổ đế khôi phục nguyên khí. Thằng nhóc, cho ngươi một con đường sống, lập tức rời đi, bảo tàng không có phần ngươi, ta liền làm không gặp qua ngươi. Huyền Thiên Kiêu giọng nói thấm ra ý định giết người, nhưng sau lưng là không che giấu được kiêng kỵ. Cho dù nơi này là huyền cung địa bàn, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần võ đạo tiến bộ quá nhanh, xưa không bằng nay. Nếu như sống chết đánh nhau mà nói, Huyền Thiên Kiêu cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngày xưa Thiên Quân lão tổ, Diệp Thần đã có thả ngồi ngang hàng tư cách. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi cầm tổ huyền đồ trả cho ta, ta liền đi. Huyền Thiên Kiêu có vẻ tức giận, quát lên, càn rỡ. Lão phu cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Quay đầu nhìn Lục Hư một mắt, Lục trưởng lão, kêu người ngươi cũng tới đi. Lục Hư ngẩn ngơ, nói, huyền gia lão tổ, lấy ngươi vô lượng cảnh thân, còn trấn áp không được luân hồi chi chủ. Huyền Thiên Kiêu không có trả lời, chỉ là sắc mặt âm trầm rất. Chung quanh hắn không gian, vặn vẹo. Hư không tan vỡ, từng cái cường giả xuất hiện. Vậy là tới từ vạn khư cường giả, còn có chút là mang mặt nạ, đến từ không không thời không hộ pháp giả xoa. Ở không không lúc nào không, Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân Đà Đế cổ thần, dưới quyền thế lực, tên là Đà Đế Thiên Tông. Những thứ này hộ pháp giả xoa, chính là xuất từ Đà Đế Thiên Tông, đều là chút tầng dưới chót nhất giả xoa. Nhưng, những thứ này tầng dưới chót nhất giả xoa, ở thế giới hiện thật, nhưng là thập phần cường đại tồn tại, tuyệt không thể khinh thường. Lục Hư gặp Huyền Thiên Kiêu liền hộ pháp giả xoa cũng cho gọi ra tới, cũng biết tình hình gay gắt, trong đầu nghĩ. Xem ra luân hồi chi chủ thực lực, vượt xa ta tưởng tượng, cái này Huyền Thiên Kiêu lại có thể như vậy coi trọng. Lập tức, hắn vậy không dám thở ơ, trong lòng truyền ra ý chí, kêu gọi thủ hạ mình tới. Lục Hòa Thiền gặp tình thế chạm một cái liền bùng nổ, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, cũng không biết như thế nào cho phải. Vù vù. Chỉ chốc lát sau, hư không chấn động, Lục Hư triệu hoán người tới, số người không hề nhiều, chỉ có 4 cái. Cái này 4 cái võ giả, 3 nam 1 nữ, khí tức trên người, cùng huyền cung xa xa hô ứng, hơi có điểm tiên khí giải xanh khí tượng, hiển nhiên là ở huyền cung tu luyện qua rất lâu. Nhưng cái này 4 người dung mạo, nhưng để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Diệp Thần thấy bọn họ tướng mạo sau đó, người liền trực tiếp ngây dại. Hoàn toàn ngây dại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 430.